phân suy rộng à? Sở chim cái gì đây? Sở chim nhóm ngành một á? À, 8 giờ mới bắt đầu nhá. Sao chưa thấy gì ạ? À? À, thì 8 giờ bắt đầu. Bây giờ các bạn đang bạn bè hay là các bạn nghe có rõ không nhỉ? Xếp tin nhắn á, Trần Linh tin nhắn lúc nào nhỉ? Tôi chả thấy tin nhắn rồi. Ứng dụng tích phân á? Ứng dụng tích phân thì có cái vẹo gì đâu nhỉ? À bây giờ bạn nào có bài gì hỏi thì đăng luôn lên đây. Bạn nào có bài gì hỏi thì đăng luôn lên đây. Mình xử lý luôn. Trong đây bạn nào nhóm ngành 3 điểm danh số 3 cái cho anh xem nào. Chưa thấy nhóm ngành 3 đâu cả. Tích phân suy rộng à? Ok, thì anh tí nữa sẽ nói lại một chút về tích phân suy rộng nhé. Cái tờ ứng dụng tích phân có đáp án không anh? Có chứ, anh đăng lên nhóm rồi. Bạn gì đây? Nam Đoàn Nguyễn à? Anh đăng lên nhóm rồi. Chết rồi, máy sắp pin rồi. Nghe này các bạn có thấy rõ không? Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Các bạn ơi. Ứng dụng tích phân à? Nhóm ngành 3 điểm danh nào. Nhanh lên 58 rồi mà chả thấy nhóm ngành 3 đâu. Bây giờ nói xong đi nữa nhóm ngành 3 học cái gì. Nào bạn nào nghe rõ thì điểm thì ấn vào có cho anh cái để anh biết xem âm lượng đủ chưa, cần nói to hay nói bé hơn nhá. Trần Linh đang tức cả. Tiệm cận với ứng dụng tích phân. Ok, ứng dụng tích phân thì bây giờ anh nói luôn vào cái phần tích phân kép này nhá, vì nó khá là giống. Còn ứng dụng đâu rồi? Ứng dụng thì cái tờ anh phát lên nhóm đây. Không biết đâu rồi, tại đây, ứng dụng đây. Tờ này xấu quá. Đây là hàm hai biến này. Có tờ ứng dụng nào đẹp đẹp không? Đây là tích phân suy rộng đây. Tất Thánh muốn chữa câu nào? Ứng dụng tích phân này. Đây thì ứng dụng tích phân thì anh đã đăng lên nhóm bằng này công thức rồi. Thì chỉnh sửa một chút thôi, thì chỗ này nó là DT này. Chỗ này là DI này. Chỗ này là DT này. Đấy. Rồi nhớ những công thức này là xong chứ ứng dụng tích phân có cái gì đâu nhỉ? Bài có dễ nhìn hơn không? Các bạn xem là nó bị ngược à?
quay như thế này. Ok, hiểu rồi. Thay đổi tư thế rồi, chờ chút sắp xếp đội hình đã. Mấy giờ nhỉ? 8:01 rồi, bắt đầu thôi. Cái phần này thì rồi, ok chưa? Sao lại phương trình vi phân? Chỉnh Full HD à? Cái này là Full HD rồi chứ. Full HD rồi mà. Giờ các bạn có câu hỏi hay là muốn học phần nào thì comment ở dưới cho anh xem nào. Anh biết lối nào. Tiếng hơi bé à? Ồ đúng rồi. Các bạn mở bật bật mắc mắc volume lên. N3 nghĩa là nhóm ngành 3. Được rồi à? Đạo hàm hoặc vi phân điều biến. Cực trị có điều kiện. À, cực trị có điều kiện thì cái thằng này khả năng thi thì rất là ít luôn. Tí nữa nếu mà còn thời gian, anh sẽ nói về tích phân kép trước, sau đó sẽ ôn lại một lượt. Cái gì các bạn comment thì anh ôn lại. Còn sau đó sẽ đến cực trị có điều kiện nếu mà điện thoại anh còn pin. Quái này thì không sạc được điện thoại. Cách làm đi à. Bắt đầu chưa nào? Các bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu chưa? 8:04, 8:05 nhá. Chờ 5 phút nữa, cho 1 phút nữa để những bạn nhóm ngành 3 vào nào. Bắt đầu chưa? Nha. Ok. Tích phân kép. Tích phân kép là tích phân bộ 2 trên biển D và FXY. DX DY. Đây là tích phân kép nhá. Đi thi thì đề bài thi là chỉ có tính thôi. Đối với những bạn nhóm ngành 3. Như
đứa bạn nhóm ngành 3 thì chỉ có tính thôi. Đây, đây là đề đề thi một số năm, ở cái này là đề thi giải tích 2 nhá. Anh còn lưu lại. Không biết cái tệp giữa kỳ mất đâu rồi. Đây nữa. Ok chưa? Các bạn thấy này. Cho rõ rồi. Đấy. Thì cái phần tích phân kép này. Đi thi thì đúng ra nó sẽ là giải tích 2. Giải tích 2 của các bạn. Nhưng mà bây giờ nó chuyển sang giải tích 1. Chỉ cho nhóm ngành 3 học thôi. Chỉ cho nhóm ngành 3 học ở giải tích 1 thôi. Còn nhóm ngành 1 và nhóm ngành 2 thì không học. Nên cái này thì những bạn nào học nhóm ngành 3 thì xem nhá. Đi thi đây. Thi à, thêm một bài nữa là đổi thứ tự tích phân, đổi thứ tự tích phân. À các bạn lưu ý đây là đề giải tích 2 của các bạn, đang là giải tích 1 nhá. Cái này là đúng ra kỳ sau các bạn mới học, nhưng mà các bạn nhóm ngành 3 được trích một phần trong giải tích 2 chuyển sang giải tích 1. Đây là cái phần đổi thứ tự tích phân này, và rồi tính tích phân kép này, câu 4, câu 5, câu 3, rồi tìm cận các kiểu đấy. Đấy, đây là một đề nhá. Còn về sau giải tích 3 các bạn học tích phân hai lớp, à tích phân 3 lớp, định lý Green các thứ nói sau. Cái đấy thì giải tích 2 các bạn sẽ học sau. Còn những cái câu này thì các bạn được chuyển lên giải tích 1, cái này là nhóm ngành 3 này. Đấy, ok chưa? Tiếp theo, anh lấy một số đề. Đây, đây là tọa độ cực này, đấy. Cái này cũng là của giải tích 2 chuyển sang này, tính tích phân kép này. Đó, thấy tính tích phân kép chưa? Kỳ sau nếu mà các bạn không học thì kỳ 1 3 1 2 không học thì kỳ sau cũng phải học đó. Tích phân kép. Đây là đề của K59. K59 cũng tính tích phân kép rất là nhiều. Tính tích phân kép bội 3 tính sau này, đó. Tính tích phân kép này. Đấy. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái tính tích phân kép. Đây là đề đề cuối kỳ cũng thi luôn. Đề cuối kỳ cũng tính tích phân kép luôn. Đó. Rồi cũng tính tích phân. Ok chưa? Xong rồi miền D giới hạn bởi những cái đường này. Thế thì bây giờ tính tích phân kép là gì? Là tính cái tích phân này. Được chưa? Trong đó cái miền D này, miền D là cho trước. Miền D cho trước là người ta sẽ cho phương trình ra để cho cái miền D này và đi tính. Thế thì miền D nó sẽ cho những trường hợp sau. À, cái này là các trường hợp có thể xảy ra. Miền D trường hợp đầu tiên đó là x lớn hơn hoặc bằng a nhỏ hơn bằng b, y lớn bằng c nhỏ bằng d. Trường hợp này là trường hợp dễ nhất. Trường hợp này dễ nhất. Chỉ có ốp công thức phát là xong. Cái này thì anh gọi bên đây là cái tích phân này là tích phân y nhá, để viết lại cho nó dễ này. Thì lúc đó y sẽ bằng, y là tích phân bên đây này. Bằng y bằng tích phân từ a đến b của dx, tích phân từ c đến d của fxy, fxy di. Được chưa? Fxy là cái thằng này vất 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 ở đây, vẽ hình đây là trục ox này, đây là trục oy này, đây là x bằng a này, x bằng b, y bằng c, y bằng d. Nói chung cái này dễ lắm, các bạn không cần vẽ hình các bạn cũng có thể làm được. Đó thì cái diện tích à, cái tích phân chúng ta cần tính trên cái mặt phẳng này thì nó sẽ là tích phân từ a đến b của tích phân từ c đến d. Nhìn chung là các bạn gặp cái thằng này các bạn ốp luôn, không phải nói nhiều. Tiếp theo đó, trường hợp tiếp theo đó là x lớn bằng a nhỏ bằng b, nhưng mà y bây giờ người ta sẽ cho lớn hơn hoặc bằng gx, nhỏ hơn hoặc bằng fx. Đó. Ở này thì vẽ hình đơn giản như sau. Khi làm
khi làm tích phân bội 2 này hay là tích phân kép thì các bạn bắt buộc phải vẽ hình, không vẽ hình là làm sai á. Ví dụ cho gx đây, fx đây, đây là x bằng a, x bằng b, đây là y bằng gx, y bằng fx, y bằng gx đây, thì cái phần diện tích chúng ta tính là phần này, phần tích phân chúng ta cần tìm xy đó, thì cái này viết là tích phân y bằng tích phân từ a đến b của định tích, tích phân của gì đây, của gx đến fx, fxy dy. Đầu tiên các bạn cứ hiểu cái công thức này đã, thế nữa mình sẽ tính những cái thằng này cụ thể sau. Đầu tiên cứ hiểu thế đã. Tiếp theo đó, trường hợp cuối cùng, à cái này là trong hình phẳng nó rất là dễ. Tiếp theo đó là người ta sẽ giới hạn y lớn bằng c nhỏ bằng d, x lớn hơn hoặc bằng fy nhỏ bằng gy. Và hình vẽ các bạn vẽ tương tự. Cái này thì các bạn phải chiếu lên ox. Cái kia chiếu lên ox thì nó anh sẽ nói lại một lượt nhá. X y. Đây là c. Đây là d. Đây là y bằng x bằng gy. X bằng fy. Cái này nó khá giống với ứng dụng của tích phân xác định mà dạy trên lớp thì anh cũng có liên kết một phần rồi. Thì cái này y sẽ bằng tích phân từ c đến d của dy, tích phân từ gì đây nhỉ, từ fy đến gy, fxy dx. Ok được chưa? Anh nói lại bên đây một chút. Rồi, cho bạn nào mới vào có thể xem lại này. Bên đây anh có nói thi là tính ạ. Thêm một phần nữa là đổi thứ tự thì nó cũng hay thi, nó cũng không khác gì tính, đổi thứ tự. Nếu mà các bạn hiểu nguyên tắc của cái này thì thêm một phần nữa là đổi thứ tự. Cái này là tọa độ phẳng, tọa độ trong hình mặt phẳng. Các bạn nghe có rõ không nhỉ? Đây, những cái công thức này thì các bạn lưu ý cho anh. Thì cái này thì các bạn lưu ý là chiếu lên ox. Chiếu lên ox có nghĩa là cầm cái đèn pin chiếu xuống. Chiếu xuống thì hiển nhiên thằng này nó nằm dưới này, thằng này nó nằm trên này. Đấy thì lấy từ gx đến fx, fxy dy. Bây giờ anh ví dụ luôn, thằng này cũng tương tự nào. Bây giờ ví dụ tích phân hai lớp trên biển d của x cộng với 2y dx dy. Và người ta sẽ cho cái biển d đấy chạy từ đầu đến đầu. Ví dụ anh chọn y chạy từ 1 đến 2, y chạy từ 2 đến 3 đó. Và đi tính cái thằng này là một trong những dạng dễ nhất của đề thi. Thằng này thì chúng ta biết là y bằng đúng công thức của chúng ta, tích phân từ 1 đến 2 dx, tích phân từ 2 đến 3 của fxy dy. Fxy là x cộng với 2y dy. Và chúng ta đi tính thằng này thôi. Tính thằng này thì tính như thế nào? Tính thằng này thì chúng ta tính thằng này trước và vất thằng này ra sau, thì chúng ta viết là tích phân từ 1 đến 2, tích phân từ 1 đến 2, ok chưa? Còn thằng này nguyên hàm x cộng 2y và biến chúng ta là biến y, thì các bạn coi x ở đây là hằng số, thì chỗ này nó sẽ là xy này, chỗ này nó sẽ là y bình này, đúng không nhỉ? Và thay cận
từ 2 đến 3 bảng. Và cái con dx này chúng ta viết cuối cùng. Đó. Và chúng ta sau khi thay cận rồi, tích phân từ 1 đến 2. Chúng ta lưu ý là vừa nãy thay cận 2 đến 3 là thay cận theo biến y nhá. Thì chúng ta thay hết giá trị y vào đây. Chúng ta là 2 nhân với 3 à 3y x nhân với là thành 3y. Chỗ này là y y bình cộng với 9. Trừ đi gì đây nhỉ? Trừ đi 2y trừ tiếp đi thì 4 để x. Và các bạn tính nốt ra kết quả bằng bằng a. Đó, đấy là xong một bài toán đơn giản. Anh lấy một cái ví dụ tiếp theo, đó là tích phân hai lớp trên biến d của dx dy trên x cộng y tất cả bình. Người ta cho là x lớn hơn bằng 3 nhân bằng 4, y lớn bằng 1 nhân bằng 2. Thế thì đối với cái dạng toán này thì chỉ có ốc công thức vào tính hay không, tính khó hay không là nó ở cái fxy này. Fxy khó hay không ở cái fxy đấy thôi. Thế thì cái này y bằng tích phân từ 3 đến 4 để x. Tích phân từ đâu nhỉ? Từ 1 đến 2 có fxy dy dy trên x cộng y tất cả bình. Và chúng ta đi tính thằng này bằng tích phân từ 3 đến 4. Thằng này nguyên hàm. Nguyên hàm theo biến y thì các bạn hiểu đơn giản đó sẽ là nguyên hàm của gì đó. Nguyên hàm của dy trên y cộng với 2 tất cả bình đi chẳng hạn. Đấy, nó rất là dễ. Thì thằng này nó là trừ 1 trên y cộng 2 đúng không? Thì thằng này nó sẽ là trừ 1 trên y cộng x. Nguyên hàm đấy. Thay cận từ 1 đến 2 vào để x. Đúng không nhỉ? Và bằng tích phân từ 3 đến 4 các bạn tính nó ra. Trừ 1 trên x cộng 2 cộng với 1 trên x cộng 1 dx. Và các bạn tính nốt thằng này, tính thằng này nó sẽ là trừ loganipe của x cộng 2 này cộng với loganipe trị tuyệt đối với x cộng 1 này. Đó, thay cận từ 3 đến 4 vào. Đấy, biết kết quả ra nhá. Đó là cái dạng dễ trước. Dạng vậy tiếp theo đó là dạng phải vẽ hình, đó là tích phân hai lớp trên biến d. Bây giờ phải bắt mình vẽ hình đi. Đó là x bình cộng với y dx dy cho biến d. Đó, đề bài thì cái fxy này lấy một cái bất kỳ đi, lấy cái nào tính cũng được. Fxy này không quan trọng, quan trọng là cái biến d này này. Cái này thì lấy x bằng y bình và y bằng x bình. Rồi các bạn suy nghĩ y bằng đầu tiên gặp bài này thì kỹ năng giải đầu tiên đó là phải vẽ được cái hình này, xác định d là x lớn hơn bằng cái gì, nhỏ bằng gì, y lớn bằng gì, nhỏ bằng gì. Đó, xong viết công thức y bằng. Đó, muốn làm được điều này thì các bạn phải vẽ cái biến d này ra, vẽ ra. Thấy gì à? Cầm bút lại. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Những bạn nào đang nhóm ngành 3 đang xem thì điểm danh số 3 cho anh xem nào. Không lại ít bạn học quá này. Các bạn có nghe rõ không? Alo.
Các bạn nhóm ngành 3 điểm danh 3 cho anh xem nào. Nhóm ngành 1 thì có thể xem cái này để kỳ sau học. Còn tí nữa nhóm ngành 1 chúng mình sẽ làm việc sau. Các bạn nhóm ngành 3 nghe anh giảng vậy có hiểu không nhỉ? Đây mới gọi là lý thuyết thôi chứ anh đã cho bài tập đâu. Mà thực ra bài tập phần này nó cũng đơn giản thôi. Cái này nó chỉ có khó các bạn là khó phần tọa độ cực. Rồi bây giờ mình đi làm cái này nhá. Thì đầu tiên là vẽ hình này ra. Vẽ hình này ra thì mình vẽ thôi. Muốn vẽ thằng này dễ thì xác định tọa độ giao điểm ra. Hình này thì các bạn phải biết vẽ hết rồi. Y bằng x bình đây. Đây là x bằng y bình này. Phần diện tích chúng ta lấy đây. À đúng ra cái phần này là nó phải có dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc cái này là có thể là lớn hơn nhỏ hơn để mình lấy cái phần bên trong ấy, nhưng mà đôi khi đề thi không cần quan trọng phần đấy. Quan trọng là chúng ta lấy được cái thành hình bên trong giới hạn bởi hai đường. Ghi thế thì chúng ta linh động đi. Thì cái này chúng ta nhìn vào đây, x chạy từ đâu đây nhỉ? X chạy từ 0 đến 1. Y chạy từ đâu? Y chạy từ đường nào nằm trên, đường nào nằm dưới đấy. Y bây giờ đấy, thằng này rõ ràng là thằng nằm trên rồi. Vì khi chiếu xuống nó to hơn rất là nhiều. Thằng này nằm dưới đây. Nằm dưới. Đó, cái này chắc các bạn xử lý được. Thằng nằm dưới đó là y bằng x bình. Ok. Hoặc là thằng nằm trên x bằng y bình. X bằng y bình thì y sẽ là căn x. Ok nhỉ. Hay các bạn hiểu nôm na trong đoạn từ 0 đến 1, x bình luôn nhỏ hơn hoặc bằng căn x. Cái đấy thì các bạn có thể hiểu luôn. Thế thì cái tích phân y này sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của dx. Tích phân từ gì nhỉ? Từ fx đến gx, từ x bình đến căn x. X bình đến căn x của x bình cộng y dy. Và chúng ta đi tính. Tính thì tính cũng tương tự, tính thằng này trước này. Tính thằng này trước để chúng ta viết là tích phân. Tích phân từ 0 đến 1 của nguyên hàm thằng này theo biến y sẽ là x bình y này. X bình thì là x bình y đúng không? Y thì sẽ là 1 phần 2 y bình. Chúng ta thay cận vào. Thay cận căn x bình dx. Ok chưa nhỉ? Thay vào thôi. Thay vào thì chỗ này nó sẽ là x bình căn x này. X bình căn x. Nó sẽ là ra một thằng toán x luôn. Cái này đó trừ đi x mũ 4 này. Trừ đi 1 phần 2 x mũ 4 tiếp. Đó. Và chúng ta lấy nguyên hàm thằng này thôi. Dx. Thằng này các bạn tự tính nốt nhé. Ok chưa? Rồi ngấm lại một chút đi nào. Quan trọng là cái này vẽ hình ra xong nhìn vào. Bây giờ anh không muốn lấy thằng này theo dx. Anh muốn lấy theo dy thì sao? Muốn lấy theo dy thì y nó sẽ bằng tích phân từ đầu. Lấy theo dy thì chiếu lên OY, chiếu cái mũi tên vào đây này. Tích phân từ 0 đến 1, 0 đến 1 của dy. Tích phân từ đâu đến đâu của cái này bắt buộc là phải của dx. Đúng không? Của fxy, fxy là x bình cộng với y. Đúng không? Quan trọng cái cận ở đây là gì? Cận ở đây thì thằng nào nằm dưới lấy ở bên dưới, thằng nào nằm trên lấy ở bên trên. Ví dụ là nằm dưới ở đây. À, cái này là dx thì chỗ này phải x bằng cái gì? X bằng cái gì nhá? X bằng cái gì? X bằng cái gì? Hay chỗ này nó sẽ là gi. X bằng gi đúng không? X bằng gi. X bằng fi đi. Đấy. Cái này y bằng cái gì thì chỗ này phải y bằng cái gì này? Y bằng cái gì? Và y các bạn thấy ở đây bằng 0 bằng 1, y bằng 0 bằng 1. X ở đây bằng cái gì? X ở đây bằng y bình. Thì chỗ này chúng ta sẽ lấy cận là y bình. Ok không nhỉ? Thằng này x là căn y. Thì chỗ này chúng ta sẽ lấy là x là căn y. Đó, cận là căn y. Từ y bình đến căn y, anh viết rõ hơn. Đó là tích phân từ 0 đến 1 của dy này.
tích phân từ y bình đến căn y của x bình cộng với y dy. Được chưa nhỉ? Thế thì từ bài toán chuyển cái y này, y lấy theo dx trước dy sau, chuyển sang lấy dy trước dx sau, chỗ này là dx nhá. Thì từ bài này chuyển sang bài này thì người ta gọi là đổi cận, đổi thứ tự lấy tích phân, đổi thứ tự lấy tích phân. Đó, người ta đi thi người ta sẽ cho gì, sẽ cho cái tích phân này, và bắt chúng ta đề bài là đổi thứ tự lấy tích phân. Thì chúng ta phải vẽ hình các thứ ra và viết ra con này, không cần tính. Thế là xong. Ok, một ví dụ tiếp theo trong đề có không nhỉ? Tìm trong đây. À đây, em tra này. À đây, các bạn không biết nhìn đề này có rõ không? Nhìn đề này nhá. Đề này nó là giải tích 2 của kỳ 2015-2, nó là của K60. Thì hiện tại chúng ta đẩy lên thành giải tích 1 thì các bạn cũng có thể tham khảo đề này cũng được. Các bạn nhìn cho anh vào câu số 3. Câu số 3 nhá. Câu số 3 là tính tích phân hai lớp với miền D. X chạy từ trừ 1 đến 1, Y chạy từ 0 đến 3. Thì bài này làm đơn giản thôi. Viết luôn là tích phân từ trừ 1 đến 1 của gì đây? Của DX. Tích phân từ 0 đến 3 của FXY DY. X cộng X bình Y DY. Và quan trọng các bạn tính nốt thằng này ra. Và bây giờ tính thằng này ra thì anh đã nói cách tính rồi. Thằng này nguyên hàm của nó là gì đây? Là xy. Tầng này nó sẽ là 1 phần 2 x bình y bình, thay cận từ 0 đến 3 vào. Và chỗ này là tích phân từ 0, từ trừ 1 đến 1. Tầng này là dx. Và các bạn thay nốt vào, các bạn tính. Đấy, nó rất là dễ. Cái dạng này thì không có gì đáng nói cả. Rồi ok, anh sẽ cho các bạn một số bài liên quan đến tính vẽ hình, nhưng là một số hình khác đi. Bây giờ sẽ là tích phân hai lớp trên miền D của 3x bình trừ y dx dy. Cái này là x bằng y bình, 2y bằng x. Câu này thì bước đầu tiên chúng ta nên vẽ hình ra. Vẽ hình ra thì xác định tọa độ trước. X bằng 2y và x bằng y bình nó sẽ giao nhau tại điểm là y bình trừ 2y bằng 0. Y bằng 0 và y bằng 2. Y bằng 0 thì sẽ ra x bằng 0. Y bằng 2 thì sẽ ra x bằng 4. X bằng y bình và y bằng 2x. Ok, hình nó như này. Thằng là nó sẽ là parabol. Ok, đây là y bằng 2x, đây là x bằng y bình. Và cái phần chúng ta phải gạch đây, tính diện tích. Cái này là đoạn 24 nhá. Ôi giời, vẽ hình như này hơi sai, nhưng mà không sao, các bạn vẽ đúng thì chắc là hình nó đẹp hơn. Đó, thế thì cái này tính thì bằng tích phân
Mình lấy theo OX hay OY đều được cả. Bây giờ anh lấy OX sẽ là tích phân từ 0 đến 2 của DX. Tích phân của FX đến cả X à? À, đầu tiên là các bạn kỹ năng trình bày bài này, đầu tiên các bạn vẽ hình nhá. Rồi, ta có D. Các bạn viết lại miền D cho anh. D là X chạy từ 0 đến 2. Và Y chạy từ đâu đến đâu các bạn có thể viết luôn trên đây. Y giữa rõ ràng là cái thằng đường thẳng và đường cong này thì thằng đường thẳng nằm dưới đúng không? Nếu mà chiếu xuống OX thì đường thẳng nằm dưới, đường cong nằm trên. Đường thẳng là y bằng 2x. Đường cong là y bằng bằng gì đây? X bằng y bình thì y bằng căn x. Còn trừ căn x là không đúng vì trừ căn x nó nằm ở phía dưới cơ. Thì cái này là 2x đến căn x của fxy 3x bình trừ y dy và các bạn tính thôi cho anh. Đấy, thằng này nó rất là đơn giản. Bây giờ anh sẽ cho các bạn một bài, đó là bài đổi cận tích phân. Đổi cận tích phân hay là đổi thứ tự tích phân? Đổi thứ tự tích phân thì từ nãy giờ chúng ta cũng gọi là làm mấy bài luôn. Ví dụ bài này, bài này là đổi thứ tự tích phân như sau. Người ta sẽ viết thằng này này, ok chưa? Viết viết thằng này, người ta bảo đổi thứ tự tích phân, đổi thứ tự tích phân của thằng này. Thì đơn giản là chúng ta đi vẽ hình này và chúng ta đổi, chúng ta viết lại thành thằng này. Vẽ vẽ hình thằng này thì chúng ta sẽ viết là y bằng 2x ở miền D. Miền D, miền D là y bằng 2x này, y bằng căn x này, thì suy ra x bằng y bình này. Và chúng ta vẽ hình ra, vẽ hình ra nó đúng là hình này đúng không? Đúng là hình này thì chúng ta viết lại theo theo dx viết trước. Ô đâu nhỉ? À, cái này mình phải viết theo dy trước đã. Ok, cái này viết theo dy. Dy là tích phân từ 0 đến 4 của dy này, tích phân của fy đến gy. Thằng này nó là FI, thằng đường cong trước, đường cong là X là Y bình, X là 2Y, FXY là 3X bình trừ Y đi. Đây, người ta sẽ cho thằng này, người ta bắt đổi thứ tự tích phân. Thì chúng ta làm vẽ hình ra và chúng ta quay mũi tên lên đây nhá. Đó, thay vì viết DX trước thì chúng ta sẽ viết DY trước. Thay vì viết DY sau thì chúng ta sẽ viết DX sau. DX sau. Từ bước này sang bước này người ta gọi là đổi thứ tự lấy tích phân. Bài này tương tự thôi. Bài này muốn làm được thì kỹ năng trình bày ta có biến D giới hạn bởi các đường sau y bằng gì nhỉ? Y bằng 2 trừ x, y bằng 0, x bằng 0 và x bằng 1. Đó, tất cả những cái đường này và chúng ta vẽ ra y bằng 2 trừ, ok sorry các bạn, chỗ này là 2 trừ x bình. Y bằng 2 trừ x thì sai sai, y bằng 2 trừ x bình. Và chúng ta đi vẽ ra x này, y này, y bằng 2 trừ x bình, cái này thì nó sẽ là parabol quay lên trên hay quay xuống dưới nhỉ? À, cái hệ số a này bằng trừ 1 thì nó quay xuống dưới. Quay xuống dưới thì điểm y phẩy của chúng ta bằng trừ 2 x bằng 0 thì ra x bằng 0, x bằng 0 thì ra y bằng 2, điểm cực đại đó là 0,2. Cắt trục hoành tại điểm cộng trừ căn 2 à? Thôi đúng. Viết như này đi. Rồi ok. Sau đó x y bằng 0 này, x bằng 0, x bằng 1. Vẽ điểm x bằng 1 này.
phần diện tích chúng ta lấy chính là phần này. Đây là đường y bằng 2 trừ x bình, y bằng 0, đây là y bằng 1. Đó, các bạn nhìn nhìn đúng vào hình chưa? Tích phân chạy từ 0 0 đến 1, 0 đến 1 dx. Tích phân chạy từ phía dưới là y bằng 0, đường nằm trên y bằng 2 trừ x bình, 2 trừ x bình chính là này dx. Đó, đây là đấy theo dx. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải viết là tích phân dy này, tích phân này, FXY này, DY này. Và cái cận này nó bị thay đổi đi. Cái cận này bị thay đổi đi. Cận cận A, B, này cận C, cận D. Đó các bạn, nhiệm vụ của bạn là tìm ABCD. Hiểu không nhỉ? Đó. Thế thì cái này kỹ năng trình bày thì các bạn vẽ miền D, tìm miền D ra. Xong rồi suy ra miền D. Các bạn suy ra miền D là gì đấy, các bạn viết vào đây. Rồi các bạn suy ra cái tích phân đấy. Thế thì cái miền D này bây giờ OX rồi, DX rồi thì chiếu xuống OX. DX thì chiếu xuống OX, bây giờ mình sẽ viết theo DY. DY thì mình phải chiếu vào OY. Cứ viết theo DY là phải chiếu vào OY. Viết theo DX trước là phải chiếu vào OX trước. Viết theo DY trước là phải chiếu vào DY. Chiếu vào DY thì chiếu thẳng vào thì sao nhỉ? Thì thằng nào nằm trên này? Chiếu thẳng vào thì thằng này nằm trên này. Ok không? Thằng này cũng nằm trên luôn. Thế thì chúng ta phải tách ra. Ok. Tách ra thì tích phân D. D này thì các bạn viết này. D1 cộng D2. Đúng là hai phần không? D1 thì các bạn hiểu trong đầu là phần này, D2 là phần này đi. Thế thì D1 các bạn viết rõ ra. D1 là Y ha. Cái điểm này là bao nhiêu đây? X bằng 1 thì y bằng mấy đây? X bằng 1 thì y bằng 1 luôn. Đây là điểm 2. X bằng 1 thì y bằng 1. Đúng không nhỉ? Thế thì D1 là chúng ta lấy thằng này là D1 đi. D1 thì tích phân chạy từ 0 đến 1 thì là y sẽ chạy từ 0 đến 1. Bây giờ x sẽ chạy từ đâu? X sẽ chạy từ thằng nằm dưới là thằng này đến thằng nằm trên là thằng này. Đây vì chiếu xuống OY mà. Chiếu xuống OY thì thằng này sẽ nằm dưới, thằng này nằm trên đúng không? Thằng này sẽ là x bằng 0, thằng này là x bằng 1. Ok, đơn giản không nhỉ? Cộng với chấm phải D2. D2 là cái thằng đây này. X chạy từ 1 đến 2. Cái này các bạn, bạn nào cũng nhìn rõ luôn. Y chạy từ đâu? Y chạy từ thằng này. Y chạy từ 0 đến cái thằng này. Thằng này là gì đây? Y là 2 trừ x bình. À chết rồi, sorry. Cái D2 này viết lại nha. Y chạy từ 1 đến 2. X chạy từ đâu chứ? Đó, x chạy từ đâu? Lỗi quá. X chạy từ 0 đến từ cái phương trình này. Mình suy ra x bằng bao nhiêu? X chạy từ 0 đến chuyển vế đổi dấu sang. X bình bằng 2 trừ y. Y bình bằng 2 trừ y. X bằng cộng trừ căn bậc 2 của 2 trừ y. Và hiển nhiên là ở cái mặt phẳng này thì chúng ta sẽ lấy dấu dương. Đơn giản là x dương căn bậc 2 của 2 trừ y. Ok chưa nhỉ? Đây là D1 và D2. Đó, cái miền D này bằng D1 cộng D2 này. D1 đây, D2 đây. Thì cuối cùng suy ra y bằng tích phân. Và các bạn viết lại cái cận này thôi. Viết lại cái cận này thôi. Tích phân chạy từ 0 đến 1 của dx của dy. Tích phân từ 0 đến 1 của fxy dx cộng với đó, cái này là d1 cộng d2 mà, thì chúng ta phải lấy dấu cộng với tích phân từ 1 đến 2. Đấy, y sẽ là từ 0 đến 1 này và từ 1 đến 2 của dy này. Tích phân, cái này là fxy luôn luôn đúng này.
Còn cái đoạn này là chúng ta viết nốt vào 0 đến căn bậc 2 của 2 trừ y. Đó, thế thôi. Chúng ta lấy bài nữa nhé. Bài này các bạn xem lại. À, trước khi sang bài nữa thì anh cứ viết để bài đây khảo sát cho các bạn. Như này các bạn có hiểu được không? Tích phân từ 1 đến 2 của DI. Đề bài chúng ta đã đổi thứ tự tích phân. Phần này thì nhìn chung khá đơn giản, anh muốn giảm cái phần tận cực nhiều hơn, tận cực cần hiểu nhiều hơn. Rồi bây giờ các bạn nhóm ngành 3. Các bạn nhóm ngành 3 vừa học cái phần này, vừa nghe anh giảng ấy, thì comment xem có hiểu hay không nào. Comment xem cho anh xem thấy có hiểu hay không. Nói to hay là nói bé, hay là viết chữ như thế nào thì các bạn comment để cho anh biết lối nào. Nào comment đi. Nói nhỏ, nói nhỏ, anh đang khản hết cả giọng, anh đi uống nước cái. Giờ 45 thì làm sao em? À chết rồi. 8 giờ 45 các bạn kia bỏ giờ chim cho các bạn kia. Ôi giời ơi. Thế mình phải học nhanh lên. Có hiểu không nhỉ? Hiểu à? Nói nhỏ. Thế bây giờ anh nói to hơn nhá. Đổi thứ tự tích phân. À đây nhầm à? À đúng rồi, một thanh niên phát hiện đấy. Nhầm thì bây giờ anh chữa lại nào đây? DI thì chỗ này anh cho là DX đây. Các bạn có biết chữa đề này không? Vì cận chạy từ 0 đến căn Y này, thì biến ở đây sẽ là biến gì nhỉ? Đây này, như những cái bài trước chúng ta làm này. Đâu rồi nhỉ? Đây. Nếu mà đến căn Y thì chỗ này sẽ là DX chứ. Không. Đây này, cứ DI ở cuối cùng thì cái này nó sẽ là FX. Hay là các bạn nhìn vào đầu tiên này này. FX, FX, GX, FX thì cái này là DI, vì cái này là sẽ Y bằng cái gì mà Y bằng GX. FX thì cái này biến cuối nó sẽ là DI này. Còn cái này FI, GI thì chỗ này nó sẽ là DX. Thì cái này các bạn phát hiện ra nó sai đề đúng rồi, thì chỗ này chúng ta sẽ là DX. Cái này các bạn tự chỉnh sửa được nếu mà các bạn học hiểu. Thế thì để làm bài này anh sẽ xử lý luôn nhá. Để làm bài này thì đầu tiên chúng ta phải vẽ hình ra. Trước khi vẽ thì các bạn sẽ anh trình bày một câu hẳn hoi này. Miền D xác định bởi, miền D xác định bởi Y bằng căn X này, Y bằng 0 này, X bằng 1 này, X bằng 2. Và chúng ta đi vẽ nó ra. Y bằng căn X hay là X bằng Y bình nó giống nhau đúng không? X bằng Y bình. X bằng 1 và X bằng 2. X bằng 1 và X bằng 2.
Cái bài này, ôi giời, vẽ này thì nó phải là ra điểm 24 chứ nhỉ? X bằng 1. Cái đoạn này là căn 2 à? Căn 2 là khoảng 1,7 mấy. Rồi ok. Nó lấy theo DI trước. Tích phân từ 1 đến 2 của DI này. X bằng căn y thì là y sẽ bằng x bằng y bình, đúng rồi. X bằng 1 và x bằng 2. Tích phân chạy từ 1 đến 2. 1 đến 2 của DI. 1 đến 2 của DI đây chứ. À đây rồi, anh vẽ hình sai rồi. Anh vẽ lại nhá. Y bằng căn x này. Thảo nào thấy nó sai sai, vẽ hình sai. X bằng 1 và x bằng 2. Thì cái này là x bằng y bình này. X bằng 1 X bằng 1 và x bằng 2. Và điểm y bằng 0. Y bằng 0 chính là ô x đây. Thì chỗ này sẽ nó sẽ là x bằng 1 thì y bằng 1. Y bằng 2. Thì x sẽ đoạn này sẽ là 4. Đây là y bằng căn x này. X bằng 1, x bằng 2. Rồi ok, đúng hình này rồi. Tích phân của chúng ta là tích phân từ 1 đến 2 DI. Anh viết lại cái này nhá. Tích phân từ 0 đến căn y FXIDI. Rồi ok, các bạn nhìn vào đây. Khi cái này nó chia xuống ô x này thì là tích phân từ 1 đến 2 của DI. Ok, tích phân từ 0, 0 là cái đường này. Đây là y bằng căn x. X bằng căn y chứ. Oh my god. Đây này, sai sai sai. Chỗ này là phải căn x bằng y. Anh, chỗ này là y bằng căn x. Chỗ này mình vẽ sai hình. Vẽ sai hình chỗ này thằng nào. Từ nãy giờ thấy sai sai. Bây giờ mình làm lại nhá. Đó đi. Thế này thì có mà. Thì các bạn phải chú ý. Chú ý cái này. Chú ý vẽ hình đúng, bài này chú ý vẽ hình đúng là được thôi. Từ 0 đến căn y fxi dy. X bằng căn y này. X bằng 0 này. Y bằng 1 và y bằng 2. Cái này dy, cái này là dx.
x bằng căn y thì y sẽ là x bình. Vừa nãy mình viết là x bằng y bình, thằng nào thấy nó sai rồi. Ok, y bằng x bình ở hình nó phải như thế này. Và chạy từ 0 đến căn y. Rồi, hình vẽ như này được chưa nhỉ? Rồi, nói lại một lượt nhá. Vẽ hình như này và tích phân chạy từ 1 đến 2. 1 đến 2 của DI, tích phân từ 0 đến căn y. À, tại sao anh lại lấy bên đây, không lấy bên này? Bên này nó là trừ căn y mà. Được không nhỉ? Thì lấy 0 đến căn y, 0 là bắt đầu từ đây này. Căn y đây này, có nghĩa là chúng ta lấy cái phần dương của nó và lấy đoạn từ 1 đến 2 sẽ là đoạn này. Và bây giờ chúng ta phải viết theo DX, viết theo DX thì chiếu xuống OX. Chiếu xuống OX. Chiếu xuống x thì tất nhiên là chúng ta phải tách ra. Tách ra đoạn này nó là 1 rồi. Y bằng 1 thì sao? X bằng 1, y bằng 2, x bằng căn 2. Đấy, thì chúng ta tách ra. Tách ra thành D1 cộng với D2 đi. D bằng D1 cộng D2. D1 các bạn viết lại. Viết lại khi chiếu xuống x nhá. Thì D1 bằng x lớn bằng, tất nhiên chỗ này là 0 đến 1 rồi. D2. D2 chỗ này sẽ là x lớn bằng 1 đến căn 2. Và bây giờ chúng ta sẽ y lớn bằng gì thôi. Y đầu tiên, y lớn hơn hoặc bằng phần này thì thằng nào nằm trước nhỉ? Hai thằng này khi chiếu xuống thì rõ ràng thằng này nằm dưới, thằng này nằm trên. Y chạy từ 1 đến 2. Cái này dễ thôi. Còn cái này, y sẽ chạy từ cái đường cong này đến cái đường thẳng này. Y chạy từ x bình đến gì đây? Đến 2. Đó, các bạn viết lại. Nó sẽ là tích phân từ 0 đến 1 dx, tích phân từ 1 đến 2 của fxy dy cộng với tích phân từ 1 đến căn 2 dx, tích phân từ x bình đến 2 fxy dy. Ok, phần này thì các bạn cứ vẽ hình ra và nhìn vào là sẽ xử lý xong. Tính thì nó cũng rất là dễ. Một cái phần anh muốn nói hơn, nó cái phần tọa độ cực. Tọa độ cực cuối kỳ này các bạn vẫn thi tọa độ cực. Giờ mới đọc comment, anh đã sai. Vẽ này đúng chưa nhỉ? Vẽ này đúng chưa? Đấy, thỉnh thoảng cũng ngao ngáo tí là sai. Vẽ này chắc đúng thôi. Bây giờ mình chuyển sang tọa độ cực nhá. Tọa độ cực này đặc biệt dành cho những trường hợp nào? Tọa độ cực này sử dụng khi miền D nó là liên quan đến hình tròn.
liên quan đến đường tròn. Hoặc là ellipse. Viết viết như này thì anh nói các bạn hiểu thôi, đó là liên quan đến hình tròn của ellipse, có nghĩa là nó cứ có là x bình cộng với y bình nhỏ hơn hoặc bằng a bình, hoặc là x bình trên a bình cộng y bình trên b bình nhỏ hơn bằng c bình đấy. Thì các bạn sử dụng tọa độ cực này được. Hoặc là x trừ một tất cả bình cộng với y bình nhỏ hơn bằng a bình gì đấy. Rất là nhiều, ví dụ là x bình cộng với y bình nhỏ hơn bằng 2y. Tất cả những cái này thì chúng ta đều dùng tọa độ cực và giải được hết. Tọa độ cực này thì phương pháp các bạn gần như là trên lớp các bạn, nếu mà các bạn học thì các bạn biết hết rồi. Đặt x bằng giò cốt phi và y bằng giò sin phi. Và chúng ta tính một cái gọi là Jacobi G ra. Jacobi G nó tính một cái định thức x'r, x'phi, y'r, y'phi. Ở cái này các bạn đạo hàm ra x phẩy theo r, chỗ này nó sẽ là cos phi, chỗ này nó sẽ là trừ r sin phi. Y phẩy theo r thì chỗ này nó sẽ là sin phi, chỗ này nó sẽ là r cos phi. Và các bạn tính cái này nhân chéo lên, kết quả của chúng ta bằng r. Cái này kết luận đơn giản, nó suy ra Jacobi G bằng r. Thì cái tích phân y của chúng ta sẽ bằng tích phân từ phi 1 đến phi 2 d phi, tích phân từ r 1 đến r 2 f. Bây giờ hàm f của chúng ta thay vì fxy, tích phân hai lớp trên biển d của fxy nhé, dx dy. Tính theo này này, và bây giờ công thức nó như thế này. Bây giờ thay là fxy thì chúng ta sẽ là f của r cos phi, vì đặt x bằng r cos phi mà, y bằng r sin phi, nhân với cái Jacobi G này và nhân với r dr. Đó, công thức đây, các bạn lưu ý cái này cho anh, và các bạn cần nhớ cái này. Các bạn đôi khi các bạn chỉ cần nhớ Jacobi G bằng r, không cần nhớ cái bước tính ở trên cũng được. Đặt x bằng r cos phi, y bằng sin phi. Khảo sát một chút là trên lớp các bạn có học cái tọa độ cực này không nhỉ? Nếu bạn nào đang xem thì cho em biết cả, trên lớp các bạn có học tọa độ cực này không? Ví dụ có học à? Ok, có học thì dạy nhá. Học dạy tiếp. Ví dụ tính tích phân hai lớp trên biển D của x bình cộng y bình, đây là ví dụ đơn giản nhất anh lấy để anh phân tích, với x bình cộng với y bình nhỏ hơn hoặc bằng 1. Hay là x bình cộng y bình cộng 2 đi, cho nó phức tạp bài toán lên tí, không nó lại dễ quá. X bình cộng y bình cộng 2 với miền D cho là x bình cộng y bình nhỏ bằng 1. Thì đối với phương pháp này chúng ta thấy nó là có dạng của hình tròn nữa nhỉ. Đấy. Thế thì chúng ta biết thôi, đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi. Suy ra g bằng r. Hoặc các bạn, anh trình bày như này là trình bày đơn giản, các bạn có thể viết đúng cái công thức này ra. Nhưng mà công thức này gần như là viết ra cũng không có điểm, viết cho nó đầy đủ thôi, tránh một số trường hợp thầy cô khó tính sẽ trừ đi. Cái này Jacobi G bằng r thì cái tích phân y, anh đặt cái này y bằng tích phân từ phi 1 đến phi 2, phi 1 đến phi 2 d phi, đúng công thức không nhỉ? Phi 1 đến phi 2 d phi. Thế phi 1, phi 2 ở đây là gì? Và giờ 1, giờ 2 là gì? Quan trọng là chúng ta phải đi xem cái này nó ở đâu, đúng không? Phi 1, phi 2. Thế thì các bạn phải nhớ cho anh cái này nhé. Ở phi, là góc quét so với OX.
Còn error tính theo đề bài. Hai cái này là hai cái chốt này. Phi là góc quét so với OX. Phi là góc quét so với OX. Thế thì quay trở lại bài này. Quay trở lại bài này. Cái này thì anh sẽ chủ yếu là phân tích thôi chứ anh không giải nhiều. X bình cộng Y bình nhỏ bằng 1 thì mình vẽ hình ra. Tâm 0,0 bán kính R bằng 1 đây. Và chúng ta lấy phần bên trong này đúng không? X Y đúng công thức của chúng ta, tích phân từ phi 1 đến phi 2 d phi này, tích phân từ R1 đến R2 của R cos phi, R sin phi. Cái đấy chấm tính sau nhá. Bây giờ là phi 1 đến phi 2 d phi. Phi 1 phi 2 là gì? Phi 1 phi 2 là góc quét so với OX. Thế thì các bạn nhìn vào đây. Bắt đầu chúng ta quét từ đây này, từ 0 này. Các bạn mặc định cho anh đây là 0 nhá. Đây là pi phần 2 nhá. Đây là pi nhá, đây là trừ pi phần 2. Hoặc là 2 pi ở đây đều được. Hoặc ở chỗ này là 2 pi đều được. Thế thì bây giờ quét thì cầm quét này, bắt đầu từ 0 quét tận đến đây luôn. Quét hết một vòng thì hiển nhiên phi của chúng ta chạy từ 0 đến 2 pi. Ok không? D phi tích phân từ R1 đến R2. R1, R2 lấy ở đâu? Lấy ở cái này này. Lấy ở cái gì đó? Tính theo đề bài hay là cái điều kiện đề bài cho ấy thì lấy ở đây. Ở đây thay vào x bằng r cos phi, y bằng r sin phi. Thay vào nó sẽ là gì đây? R bình cos bình phi cộng với r bình sin bình phi nhỏ bằng 1. Bằng 1, được chưa nhỉ? Video bị chậm mất mấy giây à? Thì cái này nhóm R bình ra sin bình cộng cos bình bằng 1 rồi, nhỏ bằng 1. Thì suy ra R nhỏ hơn 1 và lớn bằng 0. Tại sao lại lớn hơn 1 bằng 0 nhỉ? R ở đây là bán kính nhá. Bán kính thì mặc định luôn lớn bằng 0. Tất cả mọi trường hợp đều lớn bằng 0 hết. Và chúng ta sẽ lấy R bình nhỏ bằng 1 thì R sẽ nhỏ bằng 1 và lớn 0. Nhắc lại, tất cả các bài bán kính của nó R đều lớn bằng 0. R là cái bán kính của nó ấy. Thì cái này chạy từ 0 đến 1, cái cận R này rất là dễ đấy. F đâu nhỉ? R1 đến R2, FR cos phi, FR sin phi nhân với R dr. FR cos phi, FR sin phi, FR cos phi là thay cái thằng này này. Thay cái thằng FXY. FI này thay R, R sin phi, R cos phi vào đây. Thì các bạn thấy x bình cộng y bình thay R cos phi, R sin phi vào. Mình vừa thay xong đó là R bình thôi. Thằng này là bao nhiêu đây? Cộng với 2. Đấy, đấy chính là FR cos phi, FR sin phi. Nó thay FI x R cos phi, y R sin phi thay vào đây. Nhân với R dr. Đừng thiếu cái từ này, R. R này nó chính là Jacobi mình đó. Nhân với R dr. Công thức bên đây có này. Tính thằng này thì tính thứ thằng tích phân vừa nãy thôi, thì tính thằng này trước. Tính thằng này trước kết quả bao nhiêu? Vất đẩy thằng này ra. Được không nhỉ? Tính thằng này chắc là các bạn biết tính hết. Ok. Vẫn cái đề bài cũ. Bây giờ tích phân hai lớp trên miền D. Bây giờ SXY người ta sẽ cho bất kỳ luôn. Căn bậc 2 của x bình cộng với y bình cộng 4 dx dy. Được không? Và cái miền D x bình cộng với y bình nhỏ bằng 1. Bây giờ thêm điều kiện x lớn hơn bằng 0. Ok. Dạy cái nào dễ hơn cái này à? Các bạn thấy các bạn comment dạy cái này các bạn có hiểu không nhỉ?
bạn nhóm mình ba cho anh xem các bạn thấy phần này có dễ hiểu không. Các bạn nhóm ngành ba của mình xem có hiểu không nào. Các bạn nhóm ngành ba đâu hết rồi. Comment xem có hiểu không. Không hiểu lắm à? Không hiểu lắm thì em xem ví dụ này của anh nhá, để anh phân tích này. Đầu tiên là em cứ nhớ cái công thức này cho anh đã. Phi 1 đến phi 2, R1 đến R2. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp ví dụ ở đây. À, dạy tiếp rồi. Có bạn có hứng thú học tiếp thì anh dạy tiếp. À, dạy thêm khoảng 10 15 phút nữa để cho các bạn nhóm ngành 1, nhóm ngành 2 học tiếp. À, bây giờ bài này. Đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi, Jacobi vẫn bằng r luôn. Thế thì vẽ hình ra, vẽ hình ra y đây là x, x bình cộng y bình nhỏ bằng 1 này, x lớn bằng 0 thì hiển nhiên là chúng ta sẽ lấy mặt phẳng bên đây, đúng không nhỉ? Công thức của chúng ta rất là dễ rồi. Tích phân từ phi 1 đến phi 2 d phi này. Tích phân từ R1 đến R2, R cos phi, R sin phi. Căn bậc 2 của R bình cộng 4 nhân với R dr. Đây bây giờ anh lấy nguyên công thức chưa lấy cận nhá. Phi 1 đến phi 2 chưa cần biết này, d phi này. R1 đến R2 chưa cần biết, R cos phi, R sin phi phải thay được đã. R cos phi, R sin phi nhân với R dr. Thế thì R cos phi, R sin phi thay R cos phi, R sin phi vào đây thì cái này nó có phải là R bình không? Sin bình cộng cos bình bằng 1 mà, thì cái này là R bình cộng 4. Cứ làm được như này đã. Bây giờ lấy cận phi. Lấy cận phi, phi anh nói rồi, phi là gì? Là góc quét so với OX. Phi là góc quét so với OX và mặc định của anh ở đây là 0 này, pi phần 2 này. Trừ pi phần 2 này. À nhầm, cái này là pi này. Trừ pi phần 2 này. Đó. Các bạn nhìn vào đây, biết luôn cận phi chạy từ đâu. Đấy, quét mà, quét chạy quét từ đây này. Đúng không? Mình phải lấy cái này là tâm nhá. Đấy, quét này. À, quét hết chưa? Quét đúng nửa vòng thì cận chúng ta lại trừ pi phần 2 đến pi phần 2. Rồi, R này là thằng dễ lấy nhất, R lấy ở đây. R lấy đây thì là R bình nhỏ bằng 1. R mặc định lớn hơn 0 rồi, lớn bằng 0 nhỏ hơn 1. Đó, một bài nữa cho các bạn hiểu. Ok. Thằng này hiểu chưa nhỉ? À hiểu rồi. Thế thì với đúng cái bài này vẫn là bây giờ anh nói này nhá. Bây giờ là cái FXY. FXY ở đây, cái này các bạn tự tính được. Còn cái FXY đây, người ta có thể lấy bất kỳ luôn, có thể lấy cái bất kỳ các bạn thích. Quan trọng là các bạn cứ lấy được cái miền D này, xác định đúng cho anh cận phi và cận R là các bạn đúng bài này. Còn cái FXY này người ta có thể cho rất nhiều đề bài, cho N đề bài ra thì các bạn vẫn phải xử lý được, đúng không nhỉ? Thế bây giờ anh sẽ đi xoáy sâu vào cái miền D này. Miền D này người ta cho là x bình cộng y bình nhỏ bằng 4. Ok hả? Bây giờ x lớn hơn bằng 0, y lớn bằng 0. Y lớn bằng 0 và bây giờ các bạn chỉ cần xác định phi cho anh và R cho anh là đúng. Còn lắp vào cái đề bài này nhá, anh sẽ là lấy tích phân hai lớp trên miền D. Hàm FXY các bạn tự thích lấy cái gì thì lấy. Anh có thể lấy là x thôi. DX DY. Hay là x cộng 1, x cộng 2, x, y gì đấy. Rất là nhiều đề bài. Cái đấy không thể kiểm soát được. Mình phải kiểm soát cái miền D này này. Thế thì quan trọng cái này vẽ nốt ra. X bình cộng y bình nhỏ bằng 4 này. Tâm 2 đúng không? 0 này. Y này. X lớn bằng 0, y lớn bằng 0. Gạch luôn thằng đấy. Bây giờ cận phi cho anh. Cận R nhìn phát biết. Chạy từ 0 đến 2.
R chạy từ 0 đến 2 rất là dễ. Phi, phi đọc luôn nào. Phi, phần này là bao nhiêu đây? 0 pi phần 2 trừ pi phần 2 pi trừ, rất hay nhầm này nhá, pi trừ pi phần 2. Ok chưa? Phi chạy từ bao nhiêu đây? 0 đến pi phần 2. Bạn nào nhìn ra luôn, rất là dễ. Đó. Các bạn có còn một cách nữa. Còn một cách nữa để lấy cận phi này. Đó là x bằng r cos phi này. X bằng r cos phi, y bằng r sin phi này. Lớn bằng 0. Và các bạn, cái r này, r mặc định của chúng ta là lớn bằng 0 đúng không? R là bán kính thì chúng ta vứt thằng này đi được. Đúng không? Một thằng lớn hơn 0 rồi thì có thể vứt đi được mà. Thì cái thằng cos phi và sin phi các bạn giải cho anh một cái hệ bất phương trình. Hệ bất phương trình nó sẽ ra cận từ 0 đến pi phần 2. Kiểu gì các bạn giải cũng ra. Nhưng mà bây giờ anh hướng dẫn các bạn cách, đó là cách nhìn hình ra luôn, nó rất là nhanh. Ok. Tiếp theo bây giờ D x bình cộng y bình nhỏ hơn hoặc bằng 2y. Được chưa nhỉ? Y lớn bằng 0. Rồi ok. Thằng này nó có khác gì không? Hay là có cái vẹo gì không? Thế thì thằng này mình xử lý làm sao đây? Thằng này đầu tiên là cứ vẽ hình ra đã. Đầu tiên là cứ vẽ cái phương trình đường tròn này ra là x bình cộng với y trừ 1 tất cả bình nhỏ bằng 1. Đúng không nhỉ? Thằng này nó sẽ là y bình trừ 2y trừ 1 cộng 1 nhỏ bằng 1 x bình. Thì cái này chúng ta vứt thẳng đẳng thức vào đây. Tâm có tọa độ là 0,1. Tâm 0,1 bán kính r bằng 1 thì chúng ta vẽ hình ra. Ôi giời, y lớn bằng 0 thì ở đây nó không có ý nghĩa gì cả. Y ở đây thì kiểu gì nó chả lớn bằng 0. Bây giờ anh chọn x lớn bằng 0 đi. Chọn x lớn bằng 0. Y lớn bằng 0 thì mặc định cái hình ảnh nó nằm ở phía trên thôi. Bây giờ x lớn bằng 0 nhá. Đây. Đề bài chúng ta là x bình cộng y bình nhỏ bằng 2y và điều kiện là x lớn bằng 0. X lớn bằng 0 thì đây là cái hình x bình cộng y bình nhỏ bằng 2y. Nhỏ bằng thì lấy ở bên trong. X lớn bằng 0, x lớn bằng 0 thì chúng ta cứ sẽ gạch bên này. Được không nhỉ? Và bây giờ cận chúng ta lấy phi thì 0 pi phần 2 pi trừ pi phần 2 thì cận phi của chúng ta lấy từ bao nhiêu đây? Lấy từ 0 đến pi phần 2. Còn cái r thì nó lại phụ thuộc vào cái đặt ẩn nữa. R phụ thuộc hay là anh lấy một cái ví dụ cụ thể cho các bạn là tích phân hai lớp trên miền D của x bình cộng với y bình trừ đi 4y cộng trừ đi 4y dy với miền D. Bài này thì chúng ta chỉ cần hiểu ra anh lấy phi từ 0 đến pi phần 2. Với miền D là x bình cộng y bình nhỏ hơn hoặc bằng 4y. Tiếp theo đó là x nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đây hoàn toàn có thể là một bài toán thi của các bạn luôn. Cái này thì người ta cứ thích người ta cho thêm số thôi, cộng 5, 6, 7, căn thiết các thứ vào. Cái đấy tính sau nhé. Thì bây giờ vẽ hình trước đã. Cái thằng này là x bình cộng với y trừ 2 tất cả bình nhỏ bằng 4. Ok chưa nhỉ? Chúng ta vẽ hình ra. 0, 2. Y. À, bây giờ thằng này có rất nhiều điều muốn nói luôn. Bây giờ các bạn chú ý, thật sự chú ý vào cái video này. Thực sự chú ý vào những cái giây phút anh nói này. Đây là cái anh muốn nói nhất trong ngày ấy. X bình cộng y bình nhỏ bằng 4y. Nó là hình này. X nhỏ bằng 0. X nhỏ bằng 0 hiển nhiên là đây rồi.
Ok chưa? Ok chưa? Bây giờ không, pi phần 2, pi trừ pi phần 2. Nếu bây giờ mình đặt, anh lấy một cái khác đi. Nếu bây giờ mình đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi, thì lúc đó sẽ suy ra r chạy từ đâu và phi chạy từ đâu, và suy ra tích phân y bằng cái gì đấy, đúng không? Đây nhá, đề bài đây. Và mình nếu mà bây giờ mình đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi, để bài này mình sẽ thay vào nhá. X bằng r cos phi, y bằng r sin phi, thì r chạy từ đâu? R chạy từ đâu thì mình thay vào đây. Thay vào đây. X bình cộng y bình nhỏ bằng 4y gì? X bình cộng y bình nhỏ bằng 4y. Đúng không nhỉ? Đặt x bằng r cos phi, y r sin phi, thay vào đây. R bình cos bình phi cộng r bình sin bình phi nhỏ bằng 4. 4 gì đây? 4 y. Y là 4r sin phi. 4r sin phi, và chúng ta rút gọn đi, r bình nhỏ bằng 4r sin phi. R nhỏ hơn hoặc bằng 4 sin phi và lớn bằng 0. Phi chạy từ 0 đến 4 sin phi. Đó, được chưa? Được chưa nhỉ? Và cận phi đây. Chỗ này là pi phần 2 nhá, chỗ này là pi nhá. Trừ pi phần 2 không. Đó. Pi ở đây thì các bạn nhìn thấy luôn, pi chạy từ bao nhiêu đây? Góc quét thì nó phải quét từ đây, quay tròn. Được chưa? Thế thì nó sẽ là pi phần 2 đến pi. Đó rất là dễ. Thế thì bây giờ mình sẽ suy ra cái y đây này. Các bạn chú ý vào đây nhá, suy ra cái y này, nó sẽ là tích phân từ pi phần 2 đến pi của d phi. Tích phân từ pi phần 2 đến pi của d phi này. Rồi, tích phân từ r1 đến r2. Fr cos phi, fr sin phi. Đây. Fr cos phi, fr sin phi. Thì cái thằng này mình thay vào nó có phải là r bình trừ đi 4r y bằng r x bằng r cos phi, y bằng r sin phi. Đấy. Thì nó sẽ là r bình trừ đi 4r sin phi d r. Úi giời, bây giờ tính thằng này khá là khoai, dài phết. Tính thằng này khá dài. Đầu tiên là đây là gọi là cách một. Cách một đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi. Bây giờ nói lại nhá, nói lại một lần nữa này. Đặt x bằng r cos phi, r sin phi, thì mình thay vào đây, thay x r cos phi, r sin phi vào đây, thay x r cos phi, r sin phi vào đây, thì thay được như sau: r bình cos bình, r bình sin bình nhỏ hơn hoặc bằng 4r sin phi. R bình nhỏ bằng 4r sin phi, và anh dẫn giúp bạn r đi. Cận r chạy từ 0 đến 4 sin phi. Cận phi chạy từ pi phần 2 đến pi, bạn nào nhìn thấy. Nhưng mà vấn đề đặt ra là ở đây nó tính nó khá là dài. Bây giờ thay vì cái đề bài đấy, vẫn là cái đề bài đấy, thay vì cách làm đấy còn cách làm nào nó khác không, thì cái này nhá, anh sẽ viết nó gọn lại, đó sẽ là x bình cộng với y trừ 2 tất cả bình dx dy. Cái này là tích phân kép, thiếu mất một chữ, không vấn đề gì cả, các bạn lấy ý tưởng ở đây. Và hình vẽ vẫn là như thế. Hay thôi, lấy hình này. Hình vẽ vẫn là như này. Nhưng mà bây giờ anh sẽ đặt kiểu khác, đặt. Các bạn thấy thế này thì đặt làm sao cho nó hợp lý nhỉ? Đặt làm sao để cho cái thằng này nó là r bình luôn. Để tính cho nó dễ, thế thì đặt x bằng r cos phi này. Và đặt y trừ 2 bằng r sin phi. Y trừ 2 bằng r sin phi, và chúng ta thay vào đây. Thì nó sẽ là r bình cos bình phi này
y trừ 2 là r sin phi, Robin sin bình phi. Vì chỗ này nó sẽ là r bình không? Tính toán nó dễ hơn không? Được chưa nhỉ? Thế thì chỗ này đặt y bằng, chuyển vế đổi dấu sang, y bằng r sin phi cộng 2. Chỗ này tính Jacobi G của nó vẫn là r bình thường. Thế các bạn đạo hàm của 2 lên. Jacobi G là chúng ta phải tính một cái định thức mà có đạo hàm đúng không? Và đạo hàm của 2 lúc nào cũng bằng 0. Quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ biết y bằng tích phân phi 1 đến phi 2 d phi tích phân từ r1 đến r2 fr cos phi fr sin phi, đó là r bình nhân với r dr. Còn thằng vừa nãy đâu nhỉ? Thằng vừa nãy đây. À thằng này thiếu r nữa. Thiếu r. Mày nói quá, thiếu mất r. Đây, thay vì cái biểu thức nó dài ngoằng như này thì chúng ta đã rút gọn thành một cái rất là dễ. Nhưng mà quan trọng ở đây phi và r nó có thay đổi hay không? Cận phi khó hơn chúng ta xét sau, phận cận r dễ xét trước này. Cận r thì lấy ở cái điều kiện này thì chúng ta sẽ lấy là x bình cộng với y trừ 2 tất cả bình nhóm bằng 4 đúng không? Chúng ta đặt là gì đây? Đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi cộng 2, y bằng r sin phi cộng 2 thì chỗ này nó là x bình nó sẽ là r bình cos bình phi, chỗ này nó sẽ là r bình sin bình phi, 2 trừ 2 là hết đúng không? Nhóm bằng 4 thì có phải r bình nhóm bằng 4 không? Thì r chạy từ mấy nhỉ? R chạy từ 0 đến 2. R chạy từ 0 đến 2. Đó. Đơn giản hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó là cận phi bây giờ có thay đổi hay không? Phi bây giờ nhìn vào đây, phi chạy từ pi phần 2 đến pi à? Phi lớn hơn bằng pi phần 2 nhỏ bằng pi. Điều này là đúng hay sai? Điều này là sai. Tại sao? Tại vì vừa nãy mình đặt gì đó? X bằng r cos phi, y bằng r sin phi thì cái trục của nó mới như thế này nhá. Đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi trục nó như này mới là pi phần 2 đến pi. Còn bây giờ mình đặt là gì đây? Đặt x bằng r cos phi cộng 2, y bằng r sin phi cộng với 2 thì các bạn thấy này, nó khác so với cái cũ. Nó khác so với cái cũ là nó có thêm cộng 2 đây này. Thì các bạn hiểu nôm na đó là trục y của chúng ta được dịch lên, được nhảy lên hai đơn vị nữa. Nhảy lên hai đơn vị nữa thì cái trục của chúng ta bắt đầu nó lại ở đây này. Đó. Đấy, trục. Trục và bây giờ OX nó đây. OX ở đây. Thế thì cận cũng bắt đầu lại từ 0 đây này. Pi phần 2. Chỗ này nó là pi và chỗ dưới này nó là trừ pi phần 2. Thế thì bây giờ cận phi của chúng ta chạy từ đâu? Chạy từ đây đến đây. Chạy từ pi phần 2 đến trừ pi phần 2. Pi phần 2 đến trừ pi phần 2 nghe nó có vẻ hơi vô lý vì chạy từ số dương đến số âm à? Thì chúng ta lấy pi phần 2 cộng với pi đi. Và pi phần 2 đến 3 pi phần 2. Đó. Nhớ là nếu mà đặt cái này nhá thì cái trục của nó sẽ bị dịch chuyển đi một đoạn. Đây là cái phần anh muốn nói nhất trong cái ngày hôm nay. Thì đối với cái phép đặt này thì các bạn có thể rút gọn được cái cách tính nó đơn giản hơn. Mong là các bạn sẽ hiểu phần này. Bây giờ cho các bạn một ví dụ cuối cùng nữa. Tích phân hai lớp trên miền D FPG. FPG cái này các bạn tự xử lý đi. Và bây giờ anh sẽ cho là x bình cộng y bình nhỏ hơn bằng 2y. X lớn hơn hoặc bằng 0. Nốt cái này nhá. Tương tự FXY ở đây thì các bạn bịa cho anh. Anh lấy cho các bạn còn x bình cộng với y bình trừ y 4 trừ y 2y cộng với 7 căn bằng 2. Giả sử thế thôi. Bây giờ vẽ hình ra là x bình cộng với, nói từ nãy giờ mệt quá, nhỏ bằng 1
thì vẽ vẽ ra. Cái này còn một số lưu ý nữa, nhưng mà có thể là có một số video khác hoặc là các bạn tự suy ra giả này còn mệt hơn giả trên lớp. Rồi, ok, sau khi vẽ hình xong và x lớn bằng 0, chúng ta sẽ lấy bên đây đúng không? Chuẩn chưa nhỉ? Đối với bài này thì các bạn sẽ đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi, hay là đặt là gì đây nhỉ? Đặt x bình cộng với y trừ 1 tất cả bình cộng 7. Đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi cộng với 1. Hiển nhiên là nhìn vào hai cái này và nghe cái phân tích vừa nãy thì kiểu gì cũng chọn thằng này đầu tiên đúng không? Đấy là phương án tối ưu hơn. Nếu mà đặt cái này nhá, anh tổng hợp lại thôi. Nếu mà đặt cái này thì cận phi của chúng ta chạy từ đâu đây? Và cận r chạy từ đâu? Đầu tiên cận r dễ trước nhá. R sẽ chạy, cái này mình sẽ giải phương trình là r bình. R bình nhỏ hơn hoặc bằng 2 y là r sin phi. Đúng không nhỉ? R chạy từ 0 đến 2 lần sin phi. Phi chạy từ 0 đến 0 đến pi phần 2. Bạn nào nhìn thấy ra 0 pi phần 2, pi trừ pi phần 2. Ok không? Còn cái này phi chạy từ đâu và r chạy từ đâu? Phi chúng ta chạy từ đầu tính sau. R thay vào đây, thay luôn vào đây này. X bình cộng y bình chỗ này cũng nhỏ hơn bằng 1 nhá. Chuyển biến đổi dấu sang thì cái này r chạy từ 0 đến 1. XR cos phi y bằng r sin phi cộng 1 mà thay vào đây thì sẽ là r bình nhỏ bằng 1 mà. Thì r chạy từ 0 đến 1 dễ hơn rồi nhá. Phi bây giờ quan trọng, phi có chạy từ trừ pi phần 2 pi phần 2 không? Câu trả lời là không luôn như phân tích vừa nãy. À, có chạy từ 0 đến pi phần 2 hay không? Không pi phần 2 hay không? Mà bây giờ cái trục nó bị tăng lên một đơn vị. Đây, đây là trục x. Thế thì các bạn quét thì bắt đầu quét từ đây. Đó, thì chạy từ trừ pi phần 2 đến pi phần 2. Sai cái cận này là các bạn sai luôn này nè. Còn đúng cận là đúng. Thế thì viết xong như này rồi thì chúng ta viết y bằng tích phân phi 1 đến phi 2 không đến pi phần 2 rồi nhá. Đề phi nhá, tích phân từ 0 đến 2 sin phi này. Viết của này trước này. Của fr cos phi r sin phi. F thằng này hơi mệt đấy. Căn bậc 2 của r bình này trừ đi 2 y của chúng ta là gì đấy? Y là r sin phi cộng 7 nhân với r dr. Khá là dài. Còn thằng này nếu mà đặt như thằng này nhá thì chúng ta sẽ viết lại như sau. Tích phân từ 0 từ trừ pi phần 2 từ trừ pi phần 2 đến pi phần 2 của d phi này. Tích phân từ 0 đến 1. Tích phân từ 0 đến 1 của thằng này căn bậc 2 của tất cả cái thằng bên trong này nó là r bình. Thằng này nó là r bình này. Thằng này viết lại nó là x bình cộng với y trừ 1 tất cả bình cộng với 6 đúng không? Thì thằng này nó đóng vai trò là r bình. Nếu mà mình đặt x bằng r cos phi y bằng r sin phi cộng 1 này thì nó sẽ là r bình cộng với 6 nhân với r dr. Tính cho này cực kỳ đơn giản luôn. Đặt cả cái thằng căn này bằng u thôi tế. Đấy. Ok xong. Xong nhé baby. Chuyển. Nhóm ngành 1-2 bơi vào đây. Các bạn nhóm ngành 3
Comment xem có hiểu cái phần vừa rồi anh nói không? Hay là tắt rồi chim đi ngủ hết rồi. Tắt xem đi ngủ hết rồi. Bây giờ nhóm anh 212 như là đi ngủ hết rồi sao ấy? Nhóm anh 12 đâu rồi? Đi ngủ hết rồi à? Bằng sigma mà bằng không cũng vô cùng x n trên m dây thừa này. Cos x trước đi bằng sigma n bằng không đến vô cùng trừ 1 n x 2 n trên 2 n dây thừa sin x. Anh sẽ lưu ý ở đây một số bài tập mà hình như giữa kỳ nó cũng thi một số dạng rồi. X 2 n trừ 1 trên 2n trừ 1 dây thừa và còn gì nữa nhỉ, quên mất rồi. 1 trên 1 trừ x bằng sigma n bằng 0 đến vô cùng x n 1 trên 1 cộng x bằng sigma n bằng 0 đến vô cùng. À thằng này xin chạy từ 1 nhỉ, trừ 1 mũ n nhân với x n logan epe của 1 cộng x bằng sigma n bằng 0 đến vô cùng trừ 1 n x n cộng 1 trên n cộng 1 gì nữa ta, hết chưa nhỉ. 1 cộng x mũ alpha trừ 1 bằng 1 cộng x mũ alpha 1 cộng với alpha x này cộng với alpha nhân với alpha trừ 1 trên 2 dây thừa x bình cộng chấm 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 cộng alpha alpha trừ 1 alpha trừ n cộng 1 trên n dây thừa x mũ n. Còn là nào không? Còn tầng ác tan các kiểu thế sao? Bây giờ các bạn nhóm ngành 12 học cái gì thì comment cho anh bây giờ anh viết khai triển, anh nói một số bài tập rồi sau đó sẽ nói những cái phần mà các bạn axin á. Axin không khó đâu, axin phải chứng minh bằng đạo hàm cơ. Axin đã từng thi của ca giữa kỳ một lần rồi, nó không có công thức tổng quát nhá. 12 nhá, cái này là 1, 2, 3 đều có thể học hết. 1, 2, 3 đều có học phần này hết. Tích phân suy rộng cực trị có điều kiện. Tích phân suy rộng dạy nhã ra rồi. À đây, bây giờ tích phân suy rộng thì anh sẽ dùng khai triển để chơi vào tích phân suy rộng này. Bây giờ dùng khai triển để chơi vào tích phân suy rộng. Bây giờ anh sẽ còn tích phân suy rộng sau. Xét sự hội tụ phân kỳ. Xét sự hội tụ phân kỳ của con sao tích phân từ 0 đến vô cùng của dx trên x trừ đi sin x. X trừ đi sin x. Con này nó sẽ cho là x bình thì sẽ hợp lý hơn này. Sin của x bình. Con đầu tiên nhá, tích phân suy rộng, tích phân từ 0 đến vô cùng của arc tan x
trên. Trên x cộng 1 nhân với x x bình cộng 1 x trừ đi sin x để tác tan sẽ tương đương với x thì thằng kia là x mũ 3. Đấy. Nhắc lại hàm loga nepe và hàm mũ. Ok. Hàm loga nepe và hàm mũ thì anh sẽ có câu như sau. Tích phân từ 0 đến vô cùng. E mũ căn bậc 2 của 2x trên căn bậc 2 của x cộng 1 dx. Hàm loga nepe tích phân từ 0 đến từ 1 đến từ 2 đến vô cùng. 2 đến vô cùng. Loga nepe bình phương của x cộng với x mũ 3 trên loga nepe x cộng 1 để bây giờ các bạn muốn live chiều chim phần nào nhỉ? Phần nào bây giờ sẽ hợp lý này? Thế thì đầu tiên là các bạn nên nên nhớ những cái này vì sau sử dụng thì cũng tốt vào đây thôi. Đây là để cái này là làm đề bài nhá, cái này là để chữa nhá. Câu đầu tiên nhá, tích phân từ 0 đến vô cùng dx trên x bình trừ đi sin của x bình. Câu này các bạn thấy có hai điểm đặc biệt. Một là điểm 0. Điểm 0 làm cho cái dưới mẫu này là 0 trừ đi sin của 0 bằng 0, không xác định. Và điểm đặc biệt thứ hai là điểm vô cùng. Như thế thì chúng ta phải tách ra. Tách ra bằng tích phân từ 0 đến 1 của dx trên x bình trừ đi sin x bình cộng với tích phân từ 1 đến vô cùng. Thường là tách đến 1 cho nó đẹp. Dx trên x bình trừ đi sin của x bình và chúng ta bằng y1 cộng với y2. Chúng ta xét rõ ra trường hợp thứ nhất là y1. Trường hợp thứ nhất là y1 là tích phân từ 0 đến 1 của dx trên x bình trừ sin bình thì chúng ta thấy điểm đặc biệt là điểm 0 làm cho cái mẫu không xác định, thì chúng ta lập lại một câu là khi x tiến đến 0 cộng. Khi x tiến đến 0 cộng, đối với những cái bài như thế này thì chúng ta bắt buộc phải dùng khai triển rồi. Không dùng khai triển thì các bạn sẽ dùng chọn gx à? Chọn gx thì thực tế nó cũng là khai triển mà ra hết. Thế bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng khai triển vào đây. Cách sử dụng khai triển vào đây thì các bạn đầu tiên là các bạn phải nhớ khai triển của hàm sin đã. Khai triển của hàm sin đây. Sigma n bằng 1 đến vô cùng trừ 1 mũ n. N trừ 1, x mũ 2n trừ 1 nhân với 2n trừ 1 giải thừa. Hay viết rõ ra. Khi x tiến đến 0 cộng này, hàm sin x này, mình sẽ viết hàm sin x trước bằng x trừ đi x mũ 3 trên 3 giải thừa.
Để dễ nhớ thì hàm sin nó hàm là hàm lẻ thì nó sẽ là như thế cộng chấm 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 chấm. Khi x đến không cộng thì những cái chấm 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 này thì hiểu sau, hiểu về sau là ngắt bỏ đi đấy. Thì bây giờ ở đây là sin x bình, sin của x bình mình thấy là x bình đây đúng không? Mình sẽ lấy là x bình, thay hết tất cả x thành x bình thôi thì chỗ này nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? X mũ 6 trên 6 cộng với một cái vô cùng bé bậc cao hơn so với x mũ 6. Suy ra sẽ x bình, suy ra fx đi, bằng 1 trên x bình trừ đi sin bình x, sin x bình sẽ chỗ này sẽ tương đương với 1 trên x bình trừ đi sin x là trừ đi x bình, trừ đi x bình trên 6, trừ với trừ là thành cộng, dấu x bình trừ đi là hết đúng không? Thì chỗ này nó sẽ là x bình x mũ 6 trên 6, và chỗ này các bạn bằng 6 trên x mũ 6 đó. Thì x thì nếu không cộng thì chúng ta sẽ làm như thế này, mà tích phân từ 0 đến 1 của 6 dx trên x mũ 6, thằng này hội tụ hay phân kỳ nhỉ, lớn hơn 1 sẽ là hội tụ, thế thì thằng này nó sẽ là phân kỳ. Mà tất cả các dấu ở đây thì các bạn thấy là dấu tương đương thì thằng đầu phân kỳ, thằng cuối cùng phân kỳ thì sẽ là thằng đầu tiên phân kỳ, thì suy ra y1 phân kỳ. Tiếp theo đó, dấu cộng thứ hai đó là y2 bằng thằng tích phân từ 1 đến vô cùng của dx trên x bình trừ đi sin của x bình, chỗ này là sin của x bình khác với sin bình phương của x nhá. Sin bình phương của x là tất cả thằng này bình phương lên, nhìn chung là nó sẽ còn cả x mũ 4, x mũ 5 ở đấy nữa. Sin của x bình khác với sin bình x đó, thì chỗ này là sin của x bình. Thằng này chúng ta sẽ làm kiểu gì đây? Đầu tiên đó là dấu cộng đầu tiên, fx bằng 1 trên x bình trừ đi sin của x bình. Các bạn nhận xét xem, từ 1 đến vô cùng thì cái thằng fx này, fx này có dương hay không? Sin thì luôn chạy từ đâu đây? Từ trừ 1 đến 1. À, thế trong trường hợp sin bằng 1 thì sao? X bằng 1 thì đúng rồi, x bằng 1 thì sin phải khác 1 chứ. Trường hợp này luôn lớn hơn bằng 0. 1 x lớn bằng 1. Nó không thể có trường hợp dấu bằng nữa. Tiếp theo đó, fx chúng ta sẽ viết tương đương. X bình trừ đi sin x khi x tiến đến vô cùng, thì hai thằng này rõ ràng là thằng x bình nó lớn hơn rất là nhiều. Khi x tiến đến vô cùng thì thằng sin này nó chỉ chặn trong đoạn từ trừ 1 đến 1 thôi. Mà sin bình vẫn là từ trừ 1 đến 1 hết. Thế thì thằng này nó sẽ tương đương với 1 trên x bình. Thì đơn giản là x bình nó chạy nhanh hơn, nó tiến ra vô cùng luôn. Mà tích phân từ 1 đến vô cùng của dx trên x bình, thằng này hội tụ. Hội tụ thì suy ra y2 hội tụ. Đó, các bạn kết luận dựa vào y1 phân kỳ và y2 hội tụ. Y1 phân kỳ cộng y2 hội tụ thì sẽ suy ra y bằng y1 cộng y2, phân kỳ cộng hội tụ ra phân kỳ. Đấy là một bài như thế. Bài này nó mạnh hơn thì nó sẽ tìm xét hệ số alpha các kiểu vào đây nhỉ. Tôi còn x mũ alpha vào đây. Rất nhiều bài như thế. Xong rồi tìm alpha để thằng này hội tụ hay phân kỳ. Tùy để bài nó cho thì các bạn sẽ x mũ alpha vào đây này. X mũ alpha vào đây và các bạn cũng khai triển lần lượt ra. Tức là x mũ alpha thì chỗ này x mũ 6 trừ alpha gì đấy
chỗ này là x cũng alpha đó, mà các bạn viết hết tương đương vào hội tụ ở phân kỳ thì các bạn tự biện luận. Câu tiếp theo, câu này thì mình cũng vừa bịa xong, biết làm được không, nhìn hơi phức tạp. Câu này không biết có, không phải là copy nhá, câu này là vừa bịa xong ấy. Giải cho các bạn một câu kiểu như thế này để chúng ta lấy phương pháp nhá. Không xét đi hai được không á? Không xét đi hai thì không được. Nhìn chung là các bạn có cái lý thuyết là nếu mà tìm được một thằng phân kỳ thì sẽ ra phân kỳ luôn gì, thì cái đấy nó không đúng trong trường hợp là hai thằng nó triệt tiêu nhau tại một điểm. Nên nhìn chung là nếu mà trên lớp thầy cô dạy các bạn là một thằng xét được luôn thì ok, các bạn có thể làm theo. Còn anh khuyên là các bạn nên xét cả hai thằng ra, vì kiểu gì đề thi nó sẽ không cho hai thằng triệt tiêu nhau đâu. Còn anh khuyên các bạn nên nên viết viết cả ra thôi. M, các bạn nhìn có rõ không nhỉ? Câu số 2 là tích phân từ 0 đến vô cùng át tan x trên x bình cộng 1 nhân với x trừ đi sin x để x. Thì câu này hoàn toàn nó cũng là khai triển ra thôi. Cái này chúng ta vẫn thấy nó có hai điểm, đó là điểm 0 và điểm vô cùng. Thì chúng ta tách thành tích phân từ 0 đến 1 cộng tích phân từ 1 đến vô cùng. Tích phân từ 0 đến 1 thì khi x thì đến 0 cộng, x thì đến 0 cộng a tan x tương đương với x này, x bình cộng 1, thì chúng ta sẽ dùng phương pháp gì vào đây? Chúng ta thay triệt để vào, thay triệt để x bình cộng cả một cái fx này, chúng ta có thể sử dụng hai phương pháp, đó là thay triệt để và viết tương đương một lúc cũng được nhá. Thì chỗ này nó sẽ là tương đương với 1 nhá, x trừ sin x thì chỗ này nó sẽ là sin x, thì chúng ta sẽ là x trừ đi x mũ 3 trên 3 giai thừa, mà chỗ này nó sẽ là x mũ 6 trên x mũ 3 trên 6, thì càng này nó sẽ là 6 trên lần x mũ 3. Thằng này là phân kỳ đúng không? Đó, cái này chỉ lấy phương pháp thôi nhá, trình bày thì anh trình bày rõ bên đây này này. Trình bày đúng như này rồi. Còn đi thi các bạn nào mà các bạn viết vào đây phân kỳ, viết đúng như này chưa này? Các bạn nếu mà viết như này phân kỳ nhá, là gạch luôn, không có điểm, vì chúng ta đang xét sự hội tụ phân kỳ của tích phân mà. Phải viết như này. Để x đó. Còn thằng này nếu mà viết như thế này là không có điểm. Còn về phương pháp thì anh viết như thế này để cho các bạn nhanh hiểu. Tiếp theo là từ 1 đến vô cùng là khi x tiến đến vô cùng. X tiến đến vô cùng thì cái thằng này nó sẽ tương đương với cái gì? Tương đương với arc tan x khi x tiến đến vô cùng tương đương với pi phần 2. Thằng này nó sẽ là x bình x trừ sin x, và chúng ta hiển nhiên là lấy x rồi thì bằng pi phần 2 x mũ 3. Thằng này hội tụ đúng không? Ok, hội tụ cộng phân kỳ, kết quả là ra phân kỳ. Nếu mà anh muốn lấy đề bài này hội tụ cộng hội tụ thì chúng ta sẽ lấy cái gì đây? Nếu mà muốn lấy hội tụ cộng hội tụ thì chỗ này sẽ là căn bậc 2 của 5 arc tan x mũ 5. Thì thằng này nếu mà để đề bài nó như này thì fx chỗ này nó sẽ là x mũ 5 phần 2 đúng không? X mũ 5 phần 2, 3 trừ đi 5 phần 2 là 1 phần 2. Đấy, thằng này hội tụ rồi, chuẩn chưa? Còn cái thằng ở dưới này sao? X tiến đến vô cùng căn bậc 2 thì chỗ này là căn bậc 2. Hay anh viết rõ đây nhá, fx tương đương với khi x tiến đến vô cùng thì cái thằng bên trong này nó vẫn tiến đến vô cùng này, chuẩn không?
Thế thì sau này nó là căn bậc 2 của pi trên 2. Không có gì cả, chúng ta làm đúng theo phương pháp nhân với 1 trên vẫn như thế. Và sau này hội tụ tiếp. Hội tụ ra hội tụ. Đấy. Nếu mà muốn thích đề bài là hội tụ. Câu tiếp theo là hai câu này. Chúng ta sang lý thuyết thì anh có nói ở trên lớp rồi, thì bây giờ anh sẽ cho một số bài tập nó hơi khác khác đi, xem các bạn xử lý được không. Tiếp theo là chúng ta xử lý hai câu này nào. Đây. Có bạn nào hỏi câu này lâu lắm trên nhóm này, tích phân từ 0 đến 1, 1 trừ cos 3x trên x bình nhân với log nepe của 1 cộng 2 căn x dx. Cái này thì có một bạn hỏi anh đấy. Trong mấy câu này thì anh sẽ chữa câu đầu tiên này nhá. Tích phân từ 0 đến vô cùng e căn bậc 2 của 2x trên căn bậc 2 của x cộng 1 dx. Nếu mà thằng này là căn x là vị nó khác ấy. Căn x là khác. Nếu mà là căn x thì nó gián đoạn tại điểm 0. Tích phân. Câu số 2 thì chắc là thôi. Câu số 2 vừa nãy là ở đây. Câu này thì anh nói luôn, nó sẽ là tương đương với log nepe tương đương với x mũ 3 trên log nepe của x cộng 1. Phương pháp này thôi thì cứ viết tốt vào đây. Thì anh nói rồi, anh muốn thêm một số bài tập mà. Bài tập đó lại ở trong kiểu này. Bây giờ là một số bài tập của phần hàng hai biến đi. Phần hàm hay biến mấy cái ví dụ là tính đạo hàm rồi tính lim liếc các kiểu anh dạy rồi mà. Ở đấy có phải nói lại không? Chữa câu nào em? Bây giờ trong những câu này thì chữa câu nào nào? Bây giờ hay là các bạn có bài nào thì đăng luôn lên đây. Anh em mình cùng chữa luôn. Đây gọi là câu 1, 2. Chữa câu nào đây? Có chữ không nhỉ? Tích phân đầu tiên à? Ok. Câu tích phân đầu tiên. Câu này nó thuộc dạng E của mình.
câu này tích phân từ 0 đến vô cùng e mũ căn bậc 2 của ix trên căn bậc 2 của x cộng 1 dx. Xét sự hội tụ phân kỳ. Và chúng ta thấy ở đây có mấy điều đặc biệt nhỉ? Có không, không không phải là điều đặc biệt, và vô cùng là điều đặc biệt thì có một thôi. Nếu mà đề bài là tích phân từ 0 đến vô cùng e mũ căn 2x trên căn x thì sao nhỉ? Chúng ta tí nữa sẽ xử lý đề bài này. Bây giờ xử lý đề bài này trước nha. Đề bài này thì về mặt kỹ năng trình bày cơ bản, anh sẽ trình bày trên đây luôn. Dấu cộng đầu tiên, xét hay là ta có đi, tùy ngôn ngữ các bạn. Fx bằng, thằng này còn phải khẳng định nó dương đã. Cái này là bài nào các bạn cũng phải ghi luôn. Dấu cộng số 2, dấu cộng số 2 đưa ra tiêu chuẩn so sánh là khi x tiến đến vô cùng, khi x tiến đến à nhá, à ý anh là định viết tương đương à, thôi chỗ này phương pháp luôn, chỗ này là chọn gx và các bạn nhẩm theo đúng phương pháp thì cái thằng này nó là hội tụ anh phân kỳ đây. Các bạn thấy cứ thằng hàm e ở trên khi mình khai triển ra thay cận 0 đến vô cùng vào thì tính kết quả nó ra vô cùng, thì cái này kiểu gì nó cũng là một thằng phân kỳ, mình đoán thế, khi mình khai triển nó ra ấy, đoán là phân kỳ thì mình chọn lấy một thằng phân kỳ. Ở đây anh lấy là thằng căn x. Tại sao anh lại lấy là thằng căn x mà anh không lấy là x 1/3, x 1/4, x 1/5? Thì lý do sẽ được giải thích sau khi anh tính lim khi x tiến đến vô cùng của fx trên gx bằng lim khi x tiến đến vô cùng fx trên gx viết xuống e mũ căn bậc 2 của 2x trên căn bậc 2 của x cộng 1, và thằng này căn x vẫn lên trên, được không nhỉ? Khi x tiến đến vô cùng, à anh lấy căn x để làm gì? Để đơn giản là này nó giúp bạn đi. Được chưa nhỉ? Đấy. Còn tất nhiên là các bạn lấy x ở đây cũng được, nhưng mà giúp bạn nó hơi khó hơn. Thì cái này anh có thể gạch luôn đi. Và kết quả ở đây hiển nhiên là vô cùng. Vô cùng đúng không? Khi lim của fx trên gx bằng vô cùng thì dưới phân trên phân có nghĩa là mà tích phân từ 0 đến quát. À đây anh trình bày nốt dx trên căn x hội tụ à phân kỳ. Khi ra tích phân từ 0 đến vô cùng e mũ căn 2x trên căn bậc 2 của x cộng 1 đến x phân kỳ. À đây là giả sử anh trình bày như thế này, các bạn thấy có ổn không nhỉ? Như thế này đi. Nếu em cho xuống dưới mẫu và nhân tử sin x thì sao? Câu 1 làm sao người ta? Bây giờ câu 1 như anh làm như này thì rõ chưa nhỉ? Các bạn comment ý kiến cho anh đúng hay sai nhỉ? À sai chỗ nào đây? Sai chỗ nào em ơi? Không ổn, phải tách cận ra. Ừ ok. Phải tách à? Bây giờ các bạn chú ý vào đây nhá. Các bạn thấy khi đến đây mình lấy là tích phân từ 0 đến vô cùng, lấy cái con căn x này thì phân kỳ, nhưng mà nó lại không xác định tại điểm căn x này. Ý bạn là thế đúng không? Có đúng không? Ý các bạn là căn x ở đây không xác định tại điểm 0. Thế thì bây giờ các bạn có hai cách xử lý. Một là tách ra như ý kiến của các bạn đã đóng góp. Cách xử lý thứ hai đó là anh lấy một con cộng 1 vào đây, hoặc là cộng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 vào đấy. Thì chỗ này là cộng 1. Thế thì tích phân từ 0 đến vô cùng của con này có phân kỳ không? Phân kỳ quá đi chứ. Đúng không nhỉ? Thì cái tích phân này phân kỳ. À đây là cách làm ở trong
trong một số sách hướng dẫn người ta có làm và anh thấy nó cũng khá là hay. Thay vì tách thì chúng ta lựa chọn khôn khéo cái con GX này, còn không thì các bạn cứ theo cách truyền thống của anh đã nói cho các bạn và các bạn tìm hiểu được, đó là chúng ta tách ra từ 0 đến 1 và từ 1 đến vô cùng. 0 đến 1 là tích phân xác định, còn từ 1 đến vô cùng xử lý như thế. Được không nhỉ? Anh làm như thế được không? Câu tiếp theo nhá. Anh làm như thế sai thì ý kiến lại. Câu tiếp theo là câu này. Tích phân từ 0 đến vô cùng của thằng này. Thằng này thì bắt buộc phải tách, không phải cách nào khác. Thằng này đúng ra là nó cũng khá là dễ. Anh lấy bên đây. Tích phân từ 0 đến vô cùng e mũ căn 2x trên căn x dx. Thằng này tách rồi, tích phân từ 0 đến 1 cộng với tích phân từ 1 đến vô cùng. Từ 0 đến 1 là khi x tiến đến 0, tất nhiên là 0 cộng, thì fx sẽ tương đương. À đúng rồi, fx tương đương khi x tiến đến 0 cộng thì thằng này mình dùng phương pháp thay triệt để vào đây. E mũ 2x là e mũ 0, e mũ 0 tiến đến 1 trên căn x. Ô, hóa ra thằng này khá là dễ. Tầng này là hội tụ, phương pháp hội tụ rồi nha. Còn mà tích phân hội tụ, cái này anh viết thế thì các bạn hiểu sao cho nó đúng nhá. Còn từ 1 đến vô cùng là khi x tiến đến vô cùng. Từ 1 đến vô cùng xử lý y như bên đây này, sẽ chọn gx bằng 1 trên căn x. Đấy, rất là dễ. Thì tầng này nó sẽ ra phân kỳ, hội cộng phân ra phân. Ok xong. Cái này chọn gx bằng 1 trên căn x phân kỳ, hội cộng phân ra phân. Cái này vừa xử lý xong. Câu này ok. Còn trường hợp thứ hai là e mũ căn x ở bên dưới thì mình sẽ chọn một con hội tụ. Câu đấy xong đi. Xong nhá. Tiếp theo câu số 2. Logan dp bình phương của x cộng với x mũ 3 trên logan dp của x cộng 1. Logan dp của x cộng 1. Rồi ok. Anh ơi, giả sử đề em ở dưới mẫu mà trên tử lại có một hàm sin thì sao? Anh ơi, giả sử đề em ở dưới mẫu mà trên tử lại có một hàm sin x thì sao? Anh không hiểu bạn hỏi cái gì. Câu tiếp theo, câu số 2, đó là tích phân từ 0 đến vô cùng của logan dp bình phương của x cộng với x mũ 3 trên logan dp của x cộng 1 dx. Thằng này thì anh có nói với các bạn đó là fx dương. À, đầu tiên phân tích không là, ôi dồi, không ở đây thì hơi ấy nhỉ. Tôi lấy điểm 1 nhá. Lấy 1 đi. Lấy không ở đây là không xử lý được đâu. Lấy 1 nhá. Cái này thì có, anh sẽ có hai cách trình bày cho các bạn luôn. Cách một là chúng ta fx sẽ tương đương với logan dp và x mũ thì x mũ luôn chạy nhanh hơn, được chưa? Xong đến đây chúng ta sẽ chọn gx bằng 1 trên. Đoán xem thằng này hội tụ hay phân kỳ nhỉ? Hàm tầng logan dp ở bên dưới
thì x chạy nhanh hơn, có nghĩa là thằng này nó tiến ra vô cùng thì cái tích phân này nó tiến ra vô cùng, thế thì khả năng thằng này sẽ phân kỳ. Mình đoán thế đi. Thế thì mình sẽ đi tính lim khi x tiến đến vô cùng cộng fx trên cỡ x. Thằng này hiển nhiên các bạn đặt phép tính ra là x 4 trên loganepe của x cộng 1. Các bạn Lopitan một vài lần cho anh hoặc các bạn nhìn nhanh, đó là hàm mũ chạy nhanh hơn hàm loganepe, kết quả ra vô cùng. Kết quả ra vô cùng thì dưới phân trên phân trên phân trên phân cách 2, đó là các bạn chọn luôn cho anh lx bằng 1 trên x, có nghĩa là chúng ta bỏ qua cái bước viết tương đương này rồi mà chúng ta chọn luôn nếu mà chúng ta nhìn nhanh được, đó là lim, tất nhiên lim x tiến đến vô cùng fx trên gx nó vẫn thế rồi, bằng lim khi x tiến đến vô cùng x loganepe bình phương của x cộng x mũ 4 trên loganepe của x cộng 1. Tất nhiên là thằng này nó dẫn ra vô cùng nhưng mà nó khó nhìn hơn một chút. Thì đây là hai cách trình bày, nếu bạn nào nhìn nhanh thì các bạn chọn gx luôn, còn không thì các bạn trải qua một bước viết tương đương rồi làm tiếp cho anh. Tiếp theo câu 3, câu 3 tích phân từ 0 đến vô cùng 1 trừ cos x, x bình loganepe của 1 cộng với 2 căn x. Và các bạn xử lý câu này đi. Bạn ấy hỏi giống đề sư phạm kỹ thuật, đề sư phạm kỹ thuật. Em gửi lại câu đấy cho anh cái. Anh ơi, trình bày vào bài viết giống tương đương có bị trừ điểm. Trình bày vào bài viết tương đương bình thường luôn. Đâu rồi, cái tờ đáp án đâu rồi? Đáp án nó toàn viết tương đương mà. Sao phải sợ? Chắc chắn đúng luôn. Đây này, hãy giả sử cho các bạn một câu nhá. Câu nào nhỉ? Đây là đề số 1. Đề số 1. Các bạn nhìn vào câu tích phân siêu rộng này sẽ sử dụng phân kỳ của tích phân siêu rộng. Đây. Đây là câu này. Đúng không nhỉ? Một bạn hỏi là vào bài viết dấu tương đương có bị trừ điểm hay không? Thì bây giờ lo giải nó đây. Lo giải của nó. Dấu cộng đầu tiên đây. Fx dương này, thứ hai là fx tương đương với x cộng 1 tất cả mũ 3. Tại sao lại là x cộng 1? Vì đơn giản là nó muốn tránh cái cận, cận này là cận 0 đây, không biết các bạn nhìn có rõ không? Hay là các bạn nào đề này chưa? Muốn tránh cận 0 thì người ta sẽ lấy là x cộng 1, x trừ 1 gì đấy. Nói chung là lấy để tránh cái cận 0 đấy ra. Và người ta viết tương đương bình thường. Khi cái thằng cuối cùng hội tụ thì thằng tương đương hội tụ này thì thằng đầu tiên nó sẽ hội tụ. Theo tiêu chuẩn so sánh, cái này các bạn có thể bỏ đi. Không cần. Quan tâm. Ok, được chưa? Câu số 3, tích phân từ 0 đến vô cùng 1 trừ cos x, cos 3x trên x bình loganepe của 1 cộng với 2 căn x dx. Đầu tiên có 2 điểm, tất nhiên là có 2 điểm đặc biệt thì mình sẽ tách ra. Tách ra một cái là từ 0 đến 1 cộng với tích phân từ 1 đến vô cùng. 1 đến vô cùng thì cái này anh đặt là y1, cái này đặt là y2 nhá. Y1 mình xử lý trước. Y1 là khi x tiến đến 0 cộng. Khi x tiến đến 0 cộng thì fx của chúng ta sẽ tương đương với thằng này 1 trừ cos x tương đương với 1 phần 2 x bình là 3x tất cả bình. Được không? Trên trên x bình loganepe của 1 cộng fx tương đương với fx. Kết quả của chúng ta vớt 2 lên. 1 cộng 2 căn x à? 1 phần 2. Thì chỗ này nó là bao nhiêu đây? Nó là 9 phần 4 à? 9 x bình trên 4 à? À, 9 phần 4 căn x. 9 phần 4 căn x, x bình rút gọn đi 9 k
căn x rồi 9/4 căn x. Câu này mà tích phân từ 0 đến 1 9/4 nhân với 1 trên căn x. Câu này hội tụ suy ra y1 hội tụ. Xử lý thằng y2. Y2 là tích phân từ 1 đến vô cùng. Anh viết sang bên đây nhá. Tích phân từ 1 đến vô cùng. Đây y2 đây đúng không? 1 trừ y cos 3x trên x bình logan f cộng 1 cộng với x2 căn x. Để được á. Khi tới vô cùng mà đánh giá nó bé hơn hẳn. Không, hay là bé hơn a trên x bình. Chọn gx à. Bài này các bạn cho anh ý kiến câu này xử lý sao nhỉ? Cho anh ý kiến câu này xử lý sao? Xử lý câu này làm sao các bạn ơi? Comment ý kiến cho anh cái nào. Đánh giá chọn gx bằng 1 trên x mũ 2. Chọn gx bằng 1 trên x mũ 2 à, và tính ra cái lim nó bằng mấy em nhỉ? Anh cũng chưa nhẩm được ra cái lim. Bài này nếu xét fx lớn bằng 0 mọi. Dirichlet sao lại Dirichlet vào đấy? Chưa, rồi không liên quan gì đi cái liều này. Cốt chạy từ trừ 1 đến 1 đúng không? Bằng 0, li bằng 0. Li bằng 0 thì sao? Li bằng 0 sao em nhỉ? Chưa, anh chưa thấy bạn nào hiệu quả cả. Đấy nhá, cái tích phân này đúng không? Thì mình tách ra làm hai chiếc, một chiếc là xử lý theo tích phân di rộng loại 2 là được hội tụ rồi. Còn giờ này phải xử lý làm sao đây? Một trừ cos x trên x bình logan iber của 1 cộng 2 căn x. X chạy từ 1 đến vô cùng. À, bây giờ anh thử đưa ra cách xử lý của anh nhá. Đầu tiên, cos x chạy từ trừ 1 đến 1. Chuẩn không nhỉ? Thế thì cái thằng fx này nó phải luôn dương. Khi cần khẳng định fx lớn không mà thì khi nào thì cần khẳng định fx lớn không mà khi nào không cần, vì em thấy một số bài không cần khẳng định. Lớn hơn không nó phải khẳng định chứ, bài nào lớn hơn không cũng phải khẳng định hết chứ không phải là khi nào cần khi nào không. Lớn hơn không là phải khẳng định đầu tiên. Bây giờ anh sẽ xử lý cách của anh này. Đầu tiên, dấu cộng đầu tiên fx bằng 1 trừ cos 3x. Anh đưa ra một cách nhá, còn bạn nào có những cái cách hay thì comment ở bên dưới, anh sẽ đọc và tổng hợp bên đây. 1 trừ cos x, đầu tiên là xét xem thằng này nó có dương hay không đã. Nhìn vào đây thì cos luôn chạy từ trừ 1 đến 1 và trị tuyệt đối nó luôn nhỏ bằng 1. 1 trừ cos x luôn dương. Còn thằng bên dưới này dương đặc rồi. Thế thì thằng này luôn lớn bằng 0. Có dấu bằng không đây? À, có dấu bằng không nhỉ? Chắc là không đó. Mọi x lớn bằng 1. Chuẩn chưa? Cái thứ hai, dấu cộng thứ hai. Nhiều bạn bảo chọn gx luôn. Cái đấy thì nó hơi khó nhìn một chút. Thì anh sẽ đánh giá trước. Fx là 1 trừ đi cos 3x trên x bình logan f của 1 cộng với 2 căn x. Thằng này dương rồi, nhưng mà thằng này luôn nhỏ hơn hoặc bằng 2 trên x bình logan f của 1 cộng với 2 căn x. Điều này có công nhận không? Đấy, chắc chắn luôn. Cos chạy từ trừ 1 đến 1.
Đến đây thì các bạn có thể, đến đây có hai cách. Đến đây có hai cách, anh suy nghĩ được. Anh thấy có hai cách mà khả dụng ở đây. Cách một, đó là anh sẽ dùng x lớn bằng 1 thì suy ra logarithm của 1 cộng với 2 căn x luôn lớn bằng logarithm của 3 thì suy ra n 2 trên x bình logarithm của 1 cộng với 2 căn x sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng 2 trên logarithm của 3 nhân với 1 trên x bình. Điều này có đúng không? Cho cao lên tí nào. Điều này được không các bạn nhỉ? Và các bạn thấy bất đẳng thức này luôn đúng này. Và khi vớt xuống đây đúng này. Và cái này hội lớn phân nhỏ, lớn hội tụ sinh ra bé hội tụ, đúng luôn. Mà tích phân từ 1 đến vô cùng 1 trên x bình hội tụ suy ra y2 hội tụ. Đó cách 1. Cách 2 luôn. Cách 2. Cách 2 là dừng đến đây nhá. 2 trên x bình logarithm của 1 cộng 2 căn x. 2 trên x bình logarithm của 1 cộng 2 căn x. Thế thì thay vì các bạn sử dụng cái bất đẳng thức này thì các bạn có thể chọn luôn cho anh gx bằng 1 trên x bình. Chọn gx bằng 1 trên x bình. Chọn gx bằng 1 trên x bình rồi làm gì? Rồi tính lim. Rồi tiếp theo là tính lim khi x tiến đến vô cùng của fx trên gx. Và các bạn nhìn luôn lên đây nhá. Đây là fx này. Đúng không nhỉ? Fx nhỏ bằng, và chúng ta coi này là fx đi. Lim x tiến đến vô cùng của fx trên gx thì vất lên đây. X bình có phải chỉ tiêu không? Thì nó sẽ là bằng lim khi x tiến đến vô cùng của 1 trên logarithm, đúng không? 1 cộng 2 căn x. Ta này hiển nhiên bằng 0. Bằng 0 thì làm sao? Bằng 0 thì dưới hội trên hội. Dưới đâu? Dưới là gx đấy. Hội tụ trên hội tụ. Đây là hai cách. Đúng. Ok không? Đúng không nhỉ? Các bạn comment bên dưới xem có cách nào khác không, hay là anh làm như thế được không? Chuẩn chưa? Rồi chuẩn rồi nhá. Tiếp theo câu số 4 anh viết lại đề bài ở đây một chút nào. Viết ra sách này chắc dễ nhìn hơn. Cho u phải x, cho u phải x bằng x bình trừ 2 x y bình cộng 3. Đây đề bài anh chép từ bên đây sang nhá. U phẩy y bằng y bình trừ 2 x bình y cộng 3. Tìm u x y. Đề bài này thì trên lớp không dạy vì đơn giản nó chả ra cái dạng gì. Anh thấy hay thì anh cho vào. Đi thi thì những cái câu nó tự nhiên nó không có cái dạng gì thì kiểu nó sẽ như thế này đây. Rồi các bạn suy nghĩ một chút cho anh, đưa ra ý kiến nhá. Đọc xong là các bạn phải suy nghĩ nhá, chứ đọc xong là đừng có chờ anh chữa. Mấy giờ rồi nhỉ? 10 giờ. 10 rưỡi rồi. Ok. Các bạn mệt chưa? Các bạn nào buồn ngủ chưa nhỉ? Em làm được thầy em chữa rồi. À, cái này có trong đề thi rồi á. À, rất nhiều bạn làm xong rồi.
theo đề bài anh cho nhá. Khai triển fx bằng sin x tại lân cận pi phần 4 tới số mũ tới x mũ bằng bao nhiêu nhỉ? Chín này khai triển fx bằng sin bình x thành khai triển bao nhiêu anh? Một hai có hết, một hai ba có phần này hết. À, đề thi trong K61 à? Oh what, K61 có đề này á? Thế thì ừ ok không sao. Cái này anh lấy trong một tài liệu khác, nhưng mà đề thi K61 thì rồi thì thôi, không chữa nữa. Anh sẽ chữa tiếp theo hay hai câu này. Câu tiếp theo mà cũng khá nhiều bạn hỏi đó là lim vị x tiến đến 0, y tiến đến 0, x mũ bao nhiêu nhỉ? 2018 à? X mũ 2017 cộng với y mũ 2016. Câu này là trong đề quái quỷ gì? Rồi câu này các bạn bảo trong đề K61 đúng không? Các bạn tự xử lý nhá. Những câu tiếp theo nào. Em nghĩ nên có nhiều buổi live như này. Ok. Thế thì anh sẽ cố gắng nếu mà kỳ sau có dạy tiếp thì thường là có nhiều buổi live như này hơn. Nhóm 1, 2, 3 đều có 3 câu này hết. Kẹp bằng 0 à? À, câu này kẹp bằng 0. Thế bây giờ lim x tiến đến 0, y tiến đến 0, x mũ 2017, y mũ 2018, x mũ 2018, y mũ 2016. Anh không nhớ đề lắm. Đây là câu A, đây là câu B đi. Câu này kẹp cũng phát. Còn cực trị có điều kiện anh? Cực trị có điều kiện thì phần này các bạn tự xem lại cho anh. Còn nếu mà có thể thì anh sẽ like vào một buổi khác. Bây giờ nói khản hết cả giọng rồi. Con lim kia cho nó nhỏ hơn giá trị. Con này kẹp bằng 0, một bạn phát hiện ra. Vẫn A nhá. Cho con A trước. Trị tuyệt đối của x mũ 2018, con này dễ thôi, trên x mũ 2017 cộng với y mũ 2016
lớn bằng 0 nhỏ bằng x mũ 2018 trên 2017. Và thằng này sẽ bằng bằng x sẽ tiến đến 0. Ok, thằng này xong. Còn bây giờ thằng tiếp theo đó là lim với x tiến đến 0, y tiến đến 0, x mũ 2017 x mũ 2018 cộng y mũ 2016. Video này dài quá. Đây này, máy anh đang báo là không có bộ nhớ để lưu này. Không biết anh có lưu được không. Máy vừa hiện là hết dung lượng lưu. Ok, để tí nữa anh thử xử lý được. Lưu được thì anh sẽ lưu lại trên đó cho các bạn xem nhé. Khả năng anh cùng với chị nào like cho đỡ mệt. Like thế mệt hơn. Like thế mệt hơn đấy, không phải đỡ đâu. Lim hai biến còn những cách nào? Lim hai biến dạy trên lớp còn gì nữa? Xử lý nốt những câu này đi ngủ nào. Hôm nay học thế thôi, anh nói khản hết cả giọng rồi. Ừ, tí nữa anh thử lưu xem. Câu này nào xử lý đi. Toàn ngồi bình luận cái gì vậy? Còn hai câu này là giữa kỳ vừa thi, một trong hai câu giữa kỳ thi rồi đấy. Không biết bây giờ có thi nữa không, thì bây giờ anh sẽ xử lý hai câu kia trước đi. Bây giờ hai câu này nó cũng khá là dễ thôi. Khai triển sin x tại lân cận x bằng pi phần 4 tại tới điểm x mũ 9, x mũ 6, x mũ 8, x mũ 7 gì đấy. Bây giờ khai triển sin x trước đã. Ví dụ nó bắt là khai triển sin x tại lân cận x bằng pi phần 4. Nếu mà khai triển fx tại lân cận x bằng x0. Chữ hơi xấu nên anh đọc lại nhá. Khai triển fx tại lân cận x bằng x0 thì đặt t bằng x trừ x0. Suy ra khai triển t. Khai triển t xong rồi đổi ra x. Con này anh đặt luôn, đặt t. Dấu cộng đầu tiên. Con này nhá. Đặt t bằng tại lân cận x bằng x0. Là tại lân cận x bằng pi phần 4. Nó có những cái ngôn ngữ như thế này, hoặc là tại khai triển fx tại lân cận x bằng pi phần 4 này. Thành chuỗi lý thừa. Chuỗi lý thừa chưa học. Chuỗi lý thừa kỳ sau các bạn học cơ. Tại lân cận x bằng x0 này. Gì nữa nhỉ? Với tại x trừ pi phần 4 thì chẳng hạn. Hai ngôn ngữ này giống nhau. Khai triển fx bằng sin x với x bằng pi phần 4 đấy. Tóm lại là các bạn phải đặt t bằng x trừ pi phần 4 cho anh. Và thường cái đề bài hỏi là tại lân cận. Kỳ này các bạn hỏi thế thôi. Kỳ sau là thành chuỗi lý thừa của x trừ pi phần 4 tính sau. Thì cái này các bạn phải đặt t bằng x trừ pi phần 4 này. Xong là các bạn viết con ft ra. Ft viết ở đây sin x đúng không? Sin x ở đây chuyển thành t cộng pi phần 4. Và khai triển con này ra, chúng ta chỉ có khai triển của sin và cos thôi đúng không? Khai triển sin và cos thì con này các bạn phải viết ra. Cái này có thi đấy nhá, đừng tưởng thế mà không học, chú ý vào. Sin t cộng pi phần 4 là sin a cộng b căn 2 trên 2 sin t cộng cos t. Ok chưa? Và các bạn khai triển con sin t này ra cho anh thì sẽ bằng căn 2 trên 2 sin t sigma n bằng 1 đến vô cùng trừ 1 mũ n trừ 1 x mũ 2 n trừ 1 trên 2 n trừ 1 giải thừa. Tại sao anh nhớ được? Vì đơn giản nó là hàm chẵn thì là hàm lẻ thì dễ nhớ thôi. Hàm chẵn thì sigma n bằng 0 đến vô cùng trừ 1 mũ n nhân x mũ 2 n trên 2 n. Cái này là ẩn t. Ok, mình đã khai triển theo ẩn t. Các bạn cứ thay hết ẩn t vào.
đó, trên 2 n giải từ. Cuối cùng là đổi ra x thì các bạn viết nốt cho anh bằng căn 2 trên 2. Đầu tiên cái này viết viết nó bắt ra tính trí đúng không? Cái này mình viết công thức tổng quát rồi, mình viết rõ ra. Sin sin t là t này trừ đi t mũ 3 trên 3 giai thừa này, cộng với t mũ 6 trên mấy này? Trên 6 giai thừa này, trừ đi t mũ 9 trên 9 giai thừa này. Đúng không nhỉ? Còn cái thằng cốt t này, anh viết xuống dưới nó là thành cộng với 1 này, trừ đi t bình trên 2 giai thừa này, cộng với t mũ 4 trên 4 giai thừa này, cộng với trừ đi t mũ 8 trên 8 giai thừa. Tiếp theo là gì đây? Tiếp theo là t mũ 10 à? T mũ 10 thôi vứt đi nhá. Cộng với vô cùng bé với t mũ 9. Nói xong hết hơn. Đó. Như này xong. Để bài này anh vẽ hơi dài. Căn 2 trên 2. Và các bạn rút gọn cái này đi. Xong đổi t ra x. Ví dụ đổi cái này nhá. T thì sẽ bằng x trừ pi phần 4 này. Đó, cộng cho. Tiếp theo, khai triển fx bằng sin bình x thành khai triển Laplace. Như các bạn đã biết thì mình chỉ có khai triển của phần sin bằng cos bằng sin x bằng cos x bằng, đúng không? Thế thì mình phải biến cái con sin bình này liên quan đến sin hoặc cos. Kìa, có bạn phát hiện sai kìa. Sai gì em ơi? Sao chỗ nào em nhỉ? Sin x à? Sin x bằng trừ 1. Trừ 1 mũ n 1, 3, 5. À đúng rồi, 1, 3, 5, 7. Rồi đấy, loạn rồi. Công thức ở trên đây đúng nhá. Thằng bạn 1, 3, 5 giai thừa. Ok, sorry các bạn. Loạn. Mình loãng rồi. Cái này là 2, 4, 6, 8 đúng không? 1, 3, 5, 7. Rồi ok, công thức trên này là đúng rồi nhá. Trừ 1 mũ n, t mũ 2n trừ 1 trên 2n trừ 1 giai thừa. Viết từ trên đây xuống nói cả hết giọng rồi. Ok, không thức như này đúng nhá. À, bạn nào bình luận ok chưa? Rồi, sửa sai như thế rồi các bạn xử lý nốt vào cho anh. Bây giờ sửa đúng chưa? Tiếp theo đó, fx bằng sin bình x thành khai triển Laplace. Fx bằng sin bình x thành khai triển Laplace thì như anh nói, cái chúng ta không có khai triển của sin bình đâu, chúng ta chỉ có khai triển của sin và cos thôi. Thì nhìn hao vào mắt à? Ôi trời. Thì bây giờ mình phải biến đổi cái con sin bình này làm sao cho thành sin và cos. Đó, thế thì các bạn nhớ đến ngay đó là công thức hạ bậc đúng không? Công thức hạ bậc của chúng ta là cos 2x bằng 2 lần sin bình x trừ 1 bằng 1 trừ đi 2 lần cos bình x, đúng không nhỉ? Được rồi, thế thì sin bình ở đây bằng, chuyển mấy đổi 6 ra, 1 loạn mẹ rồi. Loạn mẹ rồi. Cos x bằng 2 lần cos bình x trừ 1 bằng 1 trừ đi 2 lần sin bình x. Rồi ok. Anh phát hiện ra trước khi em nói rồi. Đấy, đến giờ là khản hết cả giọng cũng không biết nói gì nữa. Buồn ngủ rồi. Thôi lớp bài này chúng ta tạm dừng nhá. Nói bài này trên bài này đã đi.
cos 2x bằng 2 lần cos bình x trừ 1 bằng 1 trừ 2 lần sin bình x. Được chưa nhỉ? Sin bình x thì sẽ bằng chuyển biến đổi dấu sang 1 trừ đi cos 2x trên 2 là bằng 1 phần 2 trừ đi 1 phần 2 cos 2x. Đó, thay vì khai triển cái con sin bình x đấy thì chúng ta sẽ khai triển con này. Các bạn đừng làm anh run nữa. Nói khản hết cả giọng rồi, bình tĩnh nhá. Bằng 1 phần 2 à, ok, cố lên nào. Bằng 1 phần 2 cos 2x. Cos 2x thì bây giờ áp dụng công thức vào bằng sigma n bằng 0 đến vô cùng trừ 1 mũ n nhân với x mũ 2n trên 2n giai thừa. Ok, các bạn biết như thế này là đủ rồi. Hàm cos ở đây thì khai triển nó không có điều kiện gì. Đúng ra là các bạn nên vất điều kiện vào đây. Ở giải thích 3 nó sẽ chặt chẽ hơn, nhưng mà đối với giải thích 1 thì hiện tại ở đây các bạn cũng không cần khai triển gì. Khai triển của hàm sin và hàm cos các thứ nhá, các bạn bảo là nó khai triển tại lân cận điểm 0, không đúng đâu. Cái này nó là khai triển trên R. Tất cả những cái điểm trên R nó đều khai triển được. Chẳng qua là chúng ta lấy cái điểm 0 đặc biệt, vì đơn giản là khi x đến 0, cái hàm sin này nó là một vô cùng bé chẳng hạn. Thì lúc đó chúng ta dùng ngắt bỏ các thứ thì chúng ta chú ý nhiều đến cái điểm 0 này thôi. Còn x tiến đến R nó vẫn có khai triển như thế. Đấy, khai triển fx bằng sin x và thành khai triển Lagrange thì kết quả đây. Hoặc là các bạn không thích như thế này thì các bạn sẽ là 1 phần 2, cái này là 1 trừ đi x bình trên 2 giai thừa cộng với x 4 trên 4 giai thừa trừ đi chấm 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 chấm, và các bạn rút gọn cơ 1 phần 2 đi, còn lại những thằng về sau, và chúng ta viết cái thằng này nó sẽ là sigma n bằng 1 đến vô cùng x mũ 2n trừ 1 mũ n trên 2n giai thừa. Nhìn chung là các bạn sẽ rút gọn cái thằng này đi này, còn không rút gọn được để đến đây có điểm rồi. Tiếp theo đó, câu cuối cùng nha, nốt câu này các thanh niên nhé. Nốt câu này: lim x tiến đến 0, y tiến 0 của x mũ 2017 trên x mũ 2018 cộng y mũ 2016. Rồi các bạn cho anh cách làm câu này đi. Y mũ 2016 k x mũ 2017. Trần Anh Tuấn có ý kiến là y mũ 2016 bằng k x mũ 2017.
y mũ 2016 bằng kx mũ 2017. Thay cho phương pháp y bằng kx thì sẽ đặt y mũ 2016 bằng kx mũ 2017. Thế thì làm sao rút gọn được x? Ví dụ cái bài này nhá, thay vào nó sẽ là 2017 trên 2018 cộng k x mũ 2017 bằng 1 trên x cộng k, 1 trên x cộng k. Cái này thì làm sao phụ thuộc vào k? Nó phải phụ thuộc vào k. Bây giờ nó có biến x ở đây thì kết luận là sai. Sai rồi, không đúng. Ý bạn bảo ngắt vô cùng bé. Cái gì mà vô cùng bé đấy, không bé biết gì đâu mà vô cùng bé. Vô cùng bé là có con e chẳng hạn, có con sin chẳng hạn, thì mới gọi là ngắt bỏ con hai thằng này. Có thằng nào bé, thằng nào to đâu. Hai thằng đấy là hai biến độc lập khác nhau mà. Tuấn sai rồi, xin lỗi mọi người đi kìa. Di Phương bình luận kìa. X mũ 2017 trên x mũ 2018 cộng y 2016. Nào, cái x mũ 2018 đấy là vô cùng bé mà không ngắt được anh. Ngắt thì ví dụ là phải có con là x mũ 2015 ở đây. Hai con này nó cùng biến với nhau đúng không? Thì khi x đến 0 thì hai thằng này ngắt thì ngắt con 2018, chứ tự nhiên con 2018 với con y mũ 2016 đòi ngắt á, không được. Con đấy là hai biến cơ mà, hai biến khác nhau. Bây giờ nếu có một biến x ở đây thì em bảo là ngắt bỏ vô cùng bé là đúng, không tồn tại đúng không anh? Không tồn tại. Nhưng tại sao không tồn tại? Dùng nguyên lý kẹp là ok rồi. Kẹp như thế nào em ơi? Thôi rồi anh chữa nhanh nhá. Ví dụ con này thì con này anh viết đơn giản hơn. Bây giờ nó sẽ là x mũ trên con này là y đây, con này là x bình, con này là x ba đúng không? Đúng nhỉ anh? Nhỏ hơn chuyện tuyệt đối của x là sai rồi. Đặt mnn là nó giống với phương pháp y bằng kx. Con này nhá, thì cái này anh sẽ lấy con x mũ 3 vào đây. Con này là x mũ 3 cộng y vào đây. Con này là 1 trên x vào đây. Theo hai đường y bằng x và y bằng 2x. Chạy theo hai đường y bằng x và y bằng 2x. Ý em chạy theo hai đường đấy là cái phương pháp đấy nó giống đặt y bằng cái x luôn nhá. Ok xong chưa nhỉ? Xong chưa?
Mai à? Mai anh còn có sức chứ anh cũng. Cái này nếu mà các bạn có sự phản hồi tốt thì trong kỳ tới thì anh sẽ like nhiều hơn. Nếu mà các bạn thấy phù hợp với các bạn hơn. Video này anh có lưu được đâu, anh chưa biết lưu video ở đâu này bạn ạ. Tự lưu lên trang à? Chào các bạn nha.